Kính thưa quý vị, tối nay là tối ngày 8 tháng 4 năm 2024. Trong cái chuyến mà trở về cái phần đảnh Tôn Thắng để mà tiếp tục xây dựng những cái phần còn lại, thì bữa nay thành phần gồm đây gồm có sư phụ, sư cô Hồng Đức, Ti, Quang Minh, Đệ Sanh, Đệ Quang, rồi ai nữa? Tệ Minh Minh. Tệ Minh Minh. Huy. Huy. Thi. Thi với Huy đó. Là hai vợ chồng. Hai vợ chồng mới. Huy người Công giáo ở Bakersfield. Mà lần đầu tiên đến đây, tức là cách đây phải một tiếng mấy lái xe, thì lần đầu tiên thầy ngạc nhiên. Thầy hỏi là chồng con làm gì, nó chồng con Công giáo, rồi cái lúc nó làm công quả là hỏi nó hỏi thầy là thầy có thể làm cho con giảng sanh lúc con còn sống được không? Nghe là ngon rồi nha. Làm phô qua lúc con sống. Thì làm rất là làm phô qua cho nó lúc nó còn sống á, tức là nó muốn chết liền á, không sợ chết hả? Hả? Không, không. Không sợ chết thiệt phải không? À, thì nghe là ngon đó, người giác ngộ rồi đó. Chứ thường thường á, người không giác ngộ mà nghe nó chết sợ lắm, tự nhiên nó đứng nó rửa chén cho nó hỏi thầy. Thầy có thể phô qua lúc con còn sống vậy cho con cho giảng sanh liền không? Cái nhỏ này nó lạ ha. Hỏi chồng con làm gì mà cạo đầu chắc đạo Phật, nó không, không cạo đầu nhưng mà ông đạo Công giáo. Công giáo gốc luôn á hả? Lý do sao cạo đầu vậy? Đi làm trong hãng rồi thấy để tóc nó vướng quá thôi cạo cho nó. Thành ra là con mà nó chuyển qua là ông thầy là lẹ lắm á. Sư phụ khỏi mất công cắt tóc. Thành ra thấy ngạc nhiên, đứng vô nó nói là thường thường các đệ tử các chùa là họ sợ chết lắm, chỉ có hệ thống này nó là vô hồn vô đồ là không sợ chết đâu. Mà nghe nói chồng người Công giáo mà cách đây tiếng mấy mà lên, thì trở lại vấn đề quý vị, Công giáo Phật giáo không quan trọng, mà quan trọng mình có lý tưởng hay không. Bây giờ thầy nói cho tăng ni nè, tăng ni trong hệ thống thầy, thầy biết có người tu đó mà họ chỉ muốn họ chấm dứt cái luân hồi sanh tử ở cõi này thôi. Hồng Đức cái nào biết cái lời đó không? Yeah. Tức là họ không nói với sư phụ, nhưng mà họ nói trong cái tư tưởng của họ thì đọc được là họ tu, là họ thấy cõi đời này khổ, họ muốn mình họ đi khỏi cõi đời này về cực lạc thôi, để họ hưởng cái cảnh là coi như không sanh già bệnh chết, cảnh là coi như là sung sướng ở cực lạc. Cái loại đó có không Hồng Đức? Trong chùa mình có nhiều lắm. Nhưng mà quý vị sai lầm rồi. Muốn được giảng sanh là cái đầu tiên phải phát Bồ Đề Tâm. Cái tiêu chuẩn tu thiền, tu tịnh độ, tu gì là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phải có cái lục độ ba la mật, tức là làm cái hạnh Bồ Tát. Thầy nói rõ luôn. Cho nên khi con tu bằng cái tâm đó là cái tâm ích kỷ. Cái tâm ích kỷ là mang thân người không được. Đừng có nói gì là làm cái thân của con cực lạc. Mặc dù quý vị ở trong chùa. Rồi có những người họ tu mật tông như thầy vậy đó. Họ theo thầy, bây giờ sau này thầy sử dụng mật tông và lăng nghiêm. Nhưng mà họ nên làm biến tụng năm đệ. Họ chỉ tụng cái tâm chú không. Sai hoàn toàn. Tâm chú chỉ sử dụng trường hợp mình bị ma chướng, hoặc là ma nó nhập hay là nó phá. Như vừa rồi thầy có một người Phật tử, thầy không nói tên, tổ lại gặp một cái ông thầy. Chỗ lên có trình bày, có ngồi nó có cô Hồng Đức nghe nữa. Cái gì vậy Pháp? Cô gọi cho nó sáng sáng cho mặt. Đâu cần đâu. Không, cho nó biết làm rõ đi. Đâu cần, người ta nghe tiếng đâu cần coi mặt đâu. Người ta không biết mặt sư phụ hết rồi mà. Đó. Cho nên đối với sư phụ đó, chứ cô nó cũng nói là cô bị cái ông thầy nó hù. Nói cô bị người âm theo. Thấy không? Cái tôi hỏi con nghe là con sao nó con ớn, nói là cô có người âm theo mấy ông thầy mà nó ưa tà đạo. Cái nó vô để ổng bắt dông. Cái cổ vô trong đó, cái ổng hỏi cổ tên gì. Cái cổ nói tên Mỹ, cái ổng không được, phải nói tên Việt Nam. Rồi nói tên Việt Nam xong nó đòi cho ngày sanh tháng đẻ. Chết là tụi này nó sử dụng tà thuật. Thành khi mà con Quỷ Liên nó nói là nó cho tên Mỹ không chịu. Phải cho cái tên mẹ sanh mẹ đẻ. Rồi sau nó đòi ngày bớt đê nữa. Thì những cái thầy đó là họ sử dụng cái tà thuật. Tại vì con ma mà nó muốn sai xử mình á, thì nó phải biết rõ tên thiệt của mình.
Còn tụi con cái tên cha mẹ là con mít, con bưởi, con sồi gì đó là hồi ba cha mẹ đặt ra ha. Qua đây tụi con lấy là Linda hay là Andy hay là Sandy hay là Michelle, không có quá. Tên không phải tên cúng cồn. Cho nên đầu tiên nó cho cái tên, không phải tên đó, nó lấy tên Mỹ, cái nó làm không được, nó trợn, nó la, nó nói. Cái sau cùng nó nói tên thiệt, thì nói xong cái nó bây giờ muốn tôi bắt ma cởi đồ ra. Cô nói cô cởi đồ ra, cô cởi luôn cả, chứ mà tôi quần cục không à. Đó. Rồi nó nói là con ma nó ở trong người đó, thì nó nhập chỗ nào là nó phải bóp chỗ đó. Rồi cái cổ hỏi về con ma nó ở chỗ nào, nó trong người có lục căn thì nó có ở 6 chỗ, tôi sẽ muốn tìm chỗ 1. Nói như vậy đó, tôi nói cái này có lẽ nó trên mạng nó nghe luôn. Mà như vậy là sao vậy cổ? Lúc đó cổ hoàn toàn mê muội, không biết nữa. Cho khi mà cổ cũng nhớ tới đó, cái cổ là người công giáo mà, công giáo theo Phật, cho nên cổ không có thuộc chú nhiều. Cổ là tụng chú giảng sanh, tại cái chú giảng sanh dễ nhất chứ cổ hôm qua có nói đó. Rồi tụng chú giảng sanh xong cái từ từ cổ tỉnh lại. Thì ý thầy nói tụng tâm chú lăng nghiêm, khi mình bị những loại tà sư nó sử dụng tà thuật á, thì mình không thể tụng hết lăng nghiêm được, mình tụng cái án a na lệ là lúc đó là cái tâm chú thôi. Còn hàng ngày mà chúng ta trì chủng á, chúng ta phải trì đủ 5 đệ. Tụi con mà trì một cái đệ đó rồi đó, tụi con không có làm được. Bây giờ thầy nói rõ nè, đời mặt pháp này á, tụi con có thể áp dụng theo kinh A Di Đà, nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược một ngày, hai ngày, ba ngày tới bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn làm được không? Trong 24 tiếng đồng hồ con niệm Phật nhất tâm không nghĩ gì, tức là chỉ có một niệm thiện không, mà niệm Phật không, không có niệm ác được, không có tạp loạn xen vô được không? Không bao giờ được. Cho nên cái pháp môn mà để mà hậu niệm là lợi dụng cái gì? Một niệm thiện nổi lên là niệm ác nó diệt liền. Một niệm ác nổi lên là một niệm thiện diệt liền. Không khi nào mà quý vị vừa thương vợ mà vừa chửi vợ được hết. Con người mình nó chỉ có một là cái niệm giận, hai là niệm thương. Một là niệm ác, hai là niệm thiện. Không thể nào hai cái niệm nó thiện và ác cùng hiện ra một lượt. Mai mốt thầy sẽ qua bên làng, thầy sẽ dạy cái đó rất là rõ rẽ ra. Có những vị mà họ đứng giữa thiện và ác, họ đứng được đó, đó là A-la-hán. Mình nói chúng sanh mình, một là thiện, hai là ác. Một niệm thiện nổi lên là niệm ác mất liền, mà một niệm ác nổi lên là niệm thiện mất liền. Cho nên cái phúc lâm chung mà mình đi trong cái lúc mà cái niệm thiện thì mình về cõi lành, mà mình đi trong cái lúc niệm sân đó, là mình về cõi ác. Chỉ cần một phút thôi. Cho nên trong thời gian tụi con tụng chú lăng nghiêm hay là tụi con để ý đó, mình tụng mình được 45 phút, một tiếng đồng hồ. Cái tâm niệm mình là lúc nào đi trong chú tức là niệm thiện. Cho nên lúc mà mình ra đi, như sư cô, như sư Như Thủy đó, bà bị ung thư đó, thì sư phụ này, cô Hồng Đức này, Tệ Minh này, với Triển là một vài người đó đứng tụng. Cô đau quá, cô chịu không nổi. Mình là một giảng sư giỏi, là ni sư Như Thủy giỏi, nhưng mà cái lúc lâm chung cô đau, cô chịu không nổi, nổi sân. Cho nên cổ lăn lộn riết, cuối cùng 3 ngày sau cổ kêu lăn nghiêm. Thì thầy trò chúng tôi tụng đúng 7 biến là cổ đi trong cái tiếng lăn nghiêm. Lúc đó là cổ cột tâm theo cái lăn nghiêm đó, thành là chỉ cần có 45 phút đó là cổ đi về cái cõi lành. Cho nên tụi con đời này tụi con không thế nào mà giữ cái tâm thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ. Và thầy cần nhất là giữ cho thầy một thời lăn nghiêm, một thời Phật đảnh tôn thắng. Nhưng mà rồi phúc lâm chung á, tụi con nhờ cái phút cuối cùng. Mai mốt qua tới bên làng Tân Rô, thầy sẽ giảng rõ. Thân trung ấm, không phải xuất ra 8 tiếng đồng hồ đâu. Cái tạng thức mà trong kinh Địa Tạng đó là tạng là dày chắc. Địa là dày chắc, tạng chưa đủ, tức là cái tạng thức thứ 8 của mình đó. Có người nằm tới 49 ngày. Phật Tông nói tới 49 ngày. Cho nên kinh Địa Tạng mới nói dù đó thành thức, người đó đã hơi thở dứt từ 1 tới 7 ngày tiếp tục sướng. Chứ không có phải nói là 8 tiếng. Vì nhờ có cái thức thứ 8 nó nằm ở trong đó, cho khi tới 49 ngày cho nên mình mới có thời gian mà trong kinh Địa Tạng ở trong thời gian 49 ngày làm đủ triệu phúc duyên để cho khi cái thần trung ấm nó xuất ra được, nó sẽ đi vào cõi lành. Cho nên tụi con đừng có lầm tưởng là 8 tiếng là nó đi. Mỗi giờ có những người chết trôi đó, hoặc là lính chết ngày xưa ai đi lính mới biết,
Ở chiến trường chắc có tuần sau lấy về xác và đem về ngay nghĩa trang quân đội Biên Hòa để đó. Nó sình chương xính chướng rồi vợ con vô nhận đó. Mà kéo cái xác nó ra nó đã là mất. Nó phù thủng hết rồi, không còn nhận được gì hết. Chỉ còn có thẻ bài. Nhưng mà vợ con lại là trào máu ra liền. Như vậy cho chính là cái thích thứ 8 vẫn còn bám theo cái body. Quý vị càng chấp ngã bao nhiêu đó, thì lúc quý vị chết quý vị sẽ bám theo cái thân này lâu. Cái người mà chấp ngã ít á, cái người mà coi cái thân này là giả là họ đi liền. Những bậc ngộ đạo. Còn những người mà lúc mà sống mà chấp ngã nhiều á, thì con muốn biết thôi à. Thì con muốn biết coi à. Cái người mà rớt chừng 5 đồng họ cũng không có khe. Có người rớt 5 đồng giữa cuối lộn. Mà có lên tới 100 đồng là khác nữa. Mà lên tới 1000 đồng là khác nữa. Đó là những cái vật ngoài thân. Cho nên tụi con mà còn mất 1000, 2000 mà tụi con còn khởi tâm coi như là liên tiếp là tụi con thấy chết tụi con không xếp ra liền được. Tụi bảo đảm cái này nó quý hơn. Nó quý hơn là những cái vật ngoài thân. Cho nên kỳ tới thầy qua thầy sẽ giảng kỹ, rất là kỹ luôn. Cái technique làm sao mà một cái người nó chết 49 ngày bỏ đồ nhà hoàng mình mới cứu được. Vẽ ra rõ luôn. Nhưng mà tối nay thầy chỉ quan nên tăng ni thầy cái điểm này nè. Tu sĩ mà tu không có lý tưởng vô đây là mang nợ. Mang nợ đó. Nợ đầu tiên là nợ cha nè, nợ mẹ nè. Tụi con lọt lòng ra là coi như trần gian trụi là tụi con không có mảnh giải. Nếu mình sinh ra ở cõi đời này mà không có những cái đóng góp của xã hội mình sống được tới giờ này không có gì. Tụi con vô bệnh viện nằm, bệnh viện trên trời rớt xuống. Những người y tá, bác sĩ họ học bao nhiêu năm để họ làm cho một cái system này. Những cái máy tiếp huyết, máy đo oxy, máy đo nhịp tim, máy giải phẫu khi mà trường hợp mình, mẹ mình sinh khó kêu là C-section đó, bao nhiêu tiền. Rồi những cái freeway mà mình đi trên này đó, có sẵn đó. Tụi con thấy vô thầy chỉ làm một cái Phật đảnh tôn thắng này để cho những số người đến tu. Mà mình làm mấy tháng trời tụi con hiểu chưa? Huống gì là cả một cái đất nước Hoa Kỳ, cả một cái quả địa cầu này. Bao nhiêu con người họ sinh ra đời với hai bàn tay trắng rồi họ đóng góp. Cũng như sư phụ một ngày nào đó sư phụ cũng làm rồi sư phụ từ giả cõi đời này đi. Thì những cái tài sản này nó để lại cho cái người hậu thế. Tụi con có đồng ý không? Thì những người hậu thế vô họ hưởng cái này, họ không tu là họ mắc nợ đó. Những cái freeway mà chúng ta chạy ào ào, freeway 5, freeway 405, freeway 58, freeway mấy á, 215 đều là bao nhiêu công trình của người ta mà có được mình đi như vậy. Những cái nước mình uống, có hệ thống nước, nhìn những nước ở Phi Châu họ sống như thế nào. Họ đổi một cái gù, họ đi 20 cây số họ mới lấy được nhiều nước đục. Cho nên á, tăng ni của thầy phân loại thế này. Một loại đó mà họ tu không có lý tưởng, họ nghĩ vô tu rồi để mà họ được cái lợi lạc mình họ, tức là họ nhìn lại thôi. Nhìn để làm sao mà biết được những loại tu sĩ đó. Thí dụ giờ mình giao cho họ làm một cái nhiệm vụ gì đó, họ làm để mà làm lấy có thôi chứ không có hết. Bây giờ vô đây ngồi tụi con công quả nè. Tụi con lên công quả nè, bữa nay giờ Quy là mới lên phải không? Quy hả? Quy. Vợ chồng Quy công giáo nè. Nó lên nó xin làm. Thầy không biết nó là ai hết. Lần đầu tiên nó chào thầy, nó con ở Bắc Kịp Phiêu. Thì cái người này đến đây là tự con tự nguyện là sư phụ kêu. Tự con nghe trên mạng là con mò đến. Thì cái người này khi mà giao cho họ làm một cái việc gì đó, họ làm rất là đàng hoàng. Tại vì họ tự nguyện. Họ có cái lý tưởng. Họ đến đây là họ có lý tưởng. Nhưng mà có một cái loại người nào đó, giống như họ homeless ngoài đường ấy, mình thấy tội quá. Thấy tội có hồng đức thôi, homeless nó vô đây. Tôi cho chỗ ở, tôi cho cơm ăn. Họ vô đây hoàn toàn không có lý tưởng. Nhưng mà lúc hồng đức giao cho họ làm á, ví dụ mình giao cho họ sơn một cái cửa đó, thay vì cái người mà có lý tưởng đó, họ sơn chỉ cần nửa tiếng à, còn người không lý tưởng sơn cả ngày không xong. Mà khi có mình họ làm không có, họ không làm, còn tụi con tình nguyện nó khác. Thì tăng ni cũng vậy đó, mình giao cho họ xuống nhà bếp mà cái người mà có lý tưởng đó, là phục vụ chúng sanh, họ nhà họ làm rất là thích. Như hồng đức ở làng cũng đấy, có những người họ thích vô làm không, họ thích làm nhà bếp, họ vô là họ làm rất là say mê. Mà họ không có câu nệ, còn cái người mà con cử họ làm đó, họ vô họ làm mà cái tâm họ không có vui, thì cái loại đó là mình biết loại đó là hoàn toàn đi tu không có lý tưởng, mà họ tu họ để
là gánh nặng của chúng sanh. Bởi vì Phật nói đó, thà là đói cắt da mình ra ăn đi, chứ đừng có vô chùa mà tu cái kiểu không có lý tưởng. Rồi bây giờ cái mà thứ hai mà thầy nói tụi con đi tu gặp đó, là cái chuyện mà phiền não trong chùa. Tụi con đừng có tưởng, chẳng hạn như bây giờ con vô, hai vợ chồng Quy nó vô, người Công giáo ở đây bắt được phiêu lên, tụi con phát cái tâm rất là tốt. Lâu nay nghe băng nghe dĩa của sư phụ phải không? Rồi vô đây, nhưng mà rồi những người vô đây công quả, họ là thành thánh chưa hay là còn phàm? Còn phàm. Một ngày nữa con đụng chạm, cái con thối tâm, cho nên đừng có thối cái đó. Tại vì á, nhờ cái tập thể này mình mới truy luyện được mình có cái nhẫn nhục hay không. Cho nên vô đây đó mà ai cũng trải thảm đỏ mà khen tặng con, thì cái người đó không có giúp cho con sửa được những cái phiền não trong người. Cho nên đầu tiên á, là cái tứ hoằng thệ nguyện, là cái người tu phải biết chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh nào mình cũng phải có bổn phận là mình phải giúp cho họ thoát khổ hết. Rồi cái phiền não nó vô tận, bữa nay nó có, tụi con cạo đầu rồi con biết đó. Con Công giáo mà con cạo đầu con hiểu rồi đó. Con cạo đầu là 3-4 ngày sau nó ra rồi. Thì cái phiền não của mình nó cũng giống như cái tóc vậy đó, cạo vừa xong là nó ra tiếp. Cho nên kêu là Phật kêu là phiền não vô tận. Rồi từ chỗ đó tụi con hiểu là tu á là sửa. Mà vô đây mình sẽ đụng chạm. Cho nên Phật nói một cái gì tăng á, hồi xưa cái chùa phải có 4 người ở. Nếu mà không đủ 4 ông tăng, Phật không có cho là cái chùa hay là cái tịnh xá. Chỉ 4 người đó thì nó mới tạo ra phiền não. Còn bây giờ chẳng hạn như bây giờ ha, riêng cái này thì làm xong có điện, có nước, có internet, thấy không? Rồi bây giờ đồ ăn không đứt, cứ chứa sẵn rồi 1 tháng trong 3 cái tủ lạnh, rồi giao tệ sanh ở đây ăn uống tới tháng không đứt chở đồ lên. Tệ sanh cho nó mua cái iPhone và internet, nó xài high speed nghe thoải mái. Tệ sanh 1 tháng sau lên, tệ sanh tu được không? Nó dạ quá tốt. Con có phiền não thì dạ không, tâm rất thanh tịnh, tại vì không có ai phiền nó hết. Nhưng mà tệ sanh tu vậy 100 năm vẫn là không có gì tu hết, vẫn còn nguyên hết, còn nguyên hết, tham sân si còn nguyên hết. Cho nên tụi con á, khi vô chùa rồi đó, tụi con đừng có bao giờ thấy những người nó làm cho mình phiền não, mình đừng có chán. Đừng có chán. Quang minh gặp cái chuyện nó nhiều lắm thôi. Nhiều khi á, mình tất cả các cổng mình khởi cái tâm, chạy chợ mua món này, chạy chợ mua món kia, lên làm cho đại chúng. Mình phải thức khuya dậy sớm, có không? Rồi chạy 2-3 tiếng tự với sanh đi ngồi chạy lên. Nhưng mà lên này có người thì họ vừa khẩu, có người họ nói một câu chê, cái là tự nhiên mình nổi điên rồi. Cho nên cái đó là những cái mà nó khảo đảo mình, để cho coi như phiền não vô tận. Từ đó tụi con biết cuộc đời nó như vậy đó. Cho nên cái lý tưởng của người tu thì nhìn thì biết liền, thấy không? Người nào mà vô đây thì liếc ra thì biết liền. Nhưng mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có những tu sĩ họ ở trong chùa nhưng mà họ rất là ích kỷ, nhưng mà thầy bắt làm họ vẫn làm vậy đó. Họ làm khi có mặt sư phụ thì họ làm rất là good, biểu diễn dữ lắm. Nhưng mà khi không có mặt sư phụ rồi là thầy biết liền, giao họ là họ né liền. Thì cái lỗi đó thầy nói xin lỗi. Đừng có tưởng là mình có tự độc hành độc bộ, mình có thể tách rời để mình về cực lạc được. Cái lỗi đó là ngay cái tâm đó là mang thân người đã không được. Mình muốn mang cái thân người này đó là mình phải có cái trái tim của con người, là phải chia sẻ những cái ngọt bùi trong cái một cái cộng đồng. Cho nên đối với sư phụ đó, từ nay nó tăng ni nghĩ coi, mình bỏ cha bỏ mẹ vô đây để mình làm cái gì? Hả? Nếu mà nói tụng kinh giỏi đó thì cái đời sau trở lại làm ca sĩ thôi chứ không làm gì. Chắc chắn luôn cái nghiệp đó làm ca sĩ. Cũng như trong kinh Pháp Hoa nói, cái cô đó cô tụng được bộ Pháp Hoa, đời sau cổ được làm cái người kỹ nữ hát rất giỏi trong kinh, mà nói về quyền những cái linh ứng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái phần sau. Vậy thôi à. Cho nên nó đối với sư phụ đó là sư phụ lớn tuổi rồi mà tụi con nó không có nghe lời giáo dưỡng sư phụ đó, tới giờ này tụi con nó cắt xén kinh điển. Sư phụ dạng nguyên đã tụng năm đệ lăng nghiêm thì trước mặt sư phụ là tụng năm đệ, nhưng mà về nhà hành trì cái chuyện cái tâm chú không,
Tụi con làm sao có đạo hạnh và đạo lực để sau này có những người đệ tử họ vô họ lâm chung ở cuộc đời, họ mời con lại đứng để hộ niệm, tụi con làm sao thành được? Tại tụi con cắt xén kinh điển của Phật. Trong năm đệ của Phật Lăng Nghiêm, với mỗi một đệ Hòa Thượng Tiên Quá dịch ra là tên của hằng hà các vị Kim Cang, tên của các vị Bồ Tát có không? Nói hết. Bây giờ tụi con ở đây nè, mỗi một vị tụi con đây nè, bữa nay thầy làm, thầy nêu tên tụi con ra, tụi con muốn quan hỷ, tụi con đến. Bữa nay, cái bữa nay công quả này có anh A, anh B, chị C, chị D, gì gì đó. Thì tụi con còn đến để mà ủng hộ cái đạo tràng này, trong khi thầy chỉ nói có một mình con, bỏ những người khác. Thì tụng như vậy đó, các vị chư thiên, những cái gì họ là hộ hộ đó, họ không nhắc tới họ, nó không có tụng, nó không lại đó. Chỉ còn lại có cái phần tâm chú thôi. Thì coi như là tụi con hoàn toàn đó là nói về cái bản quyền của Đức Bổn Sư thôi. Cho nên đối với sư phụ đó, một ngày nào đó sư phụ đi vào cõi sanh tử rồi đó, tụi con đó, chưa chắc tụi con cứu được tụi con nữa. Chưa chắc tụi con cứu được tụi con nữa. Thầy nhìn được hết. Hồi qua đi trên xe thầy nói với Hồng Đức á, phải là ngày nào sư phụ còn sống tụi con ráng, còn bây giờ nói cái vấn đề mà làm chủ lễ. Chủ lễ, nhiều khi làm chủ lễ mà có tội chứ không có phước. Mà có khi làm chủ lễ mà có phước mà không có tội. Tại sao vậy? Mình nhìn thật xính chúng dưới này mấy bà già. Khi mình lên chủ lễ đó, mình liếc coi mấy bà già bao nhiêu người, 80 mấy, bao nhiêu người mà quỳ để mà nghe mình phục nguyện. Thành ra đó, trong cái nghi thức phục nguyện đó, thường thường tổ xin tổ lục sọ một cái đoạn ngắn thôi. Kỳ nguyện hôm nay chúng con tụng kinh này hồi hướng cho hương linh gì phải không? Tên gì đó ha. Vậy thôi, đơn giản thôi, chừng chưa được một phút. Nhưng mà có những người họ thấy tụng gì không hay nữa. Họ mới lấy kinh ra, họ lấy cái phục nguyện đoạn này một đoạn, đoạn kia một đoạn, đoạn đoạn đoạn. Họ đọc tràng gian đại thể, trong khi mấy bà già dưới này quỳ mỗi chân, có cái đó không? Có không? Họ nản. Cho nên họ cứ trông mà cái người này nhất là kéo dài ở trong làng thầy. Thầy biết có nhiều người rất là lề mề, mà những người lề mề đó họ lại thích lấy chỗ này một đoạn 5 phút, lấy chỗ kia đoạn 5 phút, 3-4 cái đọc vô, càng kéo dài đó thì dưới này thính chúng họ càng bất mãn, họ nổi sân. Cho nên thay vì cái thời kinh đó mình nói ngắn gọn, bữa nay hôm nay con tụng trì kinh nguyện đêm ở trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tâm đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, nguyện chư vị bỏ một món thầy thân này đồng chúng con bản sanh là đủ rồi. Lần này nó hôm nay chúng con tụng cái gì tụng gì, cái hồi hướng đọc một lọt ra thủ quyền rồi nói ôi cha, nói trên trời dưới đất, nói có người phục nguyện kéo 5 phút, có cái đó chưa? Dưới này thính chúng thì cứ trong, mấy bà già thì run run đẩy đẩy mà cứ trong, thì họ không còn nghe cái lời của con phục nguyện nữa, mà họ chỉ trông cho tụi con xong một cái để cho họ ngồi xuống. Đó là những cái tụi con cực cảnh. Tụi con phục nguyện mà để cho nội chúng đại chúng nổi sân, họ mệt mỏi là tụi con không có phước gì. Đó là chỉ là coi như bài vẽ ra thôi. Không có khả năng phục nguyện nhiều, đọc y trong kinh cho tụi nó ngắn lắm. Cái phục nguyện xin cho đọc chừng phút à. Còn có nhiều người kéo dài 5 phút, 7 phút. Không có lợi ích gì hết. Rồi bây giờ tôi nói về chủ lễ đó, tụng không cần mà ai em, tụng cho rõ ràng, phát âm cho chuẩn tròn tiếng nha, tụng cho rõ, đừng có nhảy chữ. Rồi bây giờ tụng kinh đó, giờ tôi đưa cái này luôn, cái người đó tụng làm chủ lễ, người đó phải đánh mỏ luôn. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì khi con đánh đó, con mới ăn rơ với con tụng nhanh tụng chậm, con đi theo điều. Còn bây giờ đó, con tụng đường, nhưng mà ông thầy tên niệm đánh một ngã, hai cái người này nổi sân với nhau, cái người chủ lễ và cái người đánh mỏ không có mát nhau, có chuyện đó chưa? Không hiểu ý nhau, cho nên từ nay những cái người mà chủ lễ là phải đánh mỏ. Hiện tại trong làng mình khi chủ lễ là tự cái người đó đánh mỏ luôn hay sao? Dạ, làng Indo là vậy. Dạ, làng Indo là như vậy. Ở làng Con Rô bữa nay nghe cũng vậy thôi. Người nào mà chủ lễ là phải vừa đánh mỏ, mình tụng chậm, mình đánh chậm, mình tụng nhanh, mình đóng nhanh thì chúng đi theo mình, tại mình chủ lễ, mình có sức khỏe, mình tụng nhanh, mình thuộc kinh, mình tụng nhanh thì chúng đi theo mình dở, mình tụng chậm,
thì mình đánh chậm, nhưng quan trọng là cái nhịp mỏ và cái tiếng tụng kinh mình nó phải ăn với nhau thì đại chúng sẽ hoan hỷ. Như vậy thôi, thầy không có đòi hỏi là tụi con phải là cái chuông học thành vấn đề rồi, nhưng mà cái mỏ rất là quan trọng. Cho nên từ nay, thí dụ giờ bây giờ bên đó mà ông thầy không chủ lễ là ông phải đánh, chứ không để cho ông thầy trơn đánh. Rồi thí dụ như là ông thầy Lộc ông chủ lễ, ông phải đánh thì ông mới mát. Ông mát như vậy đó, âm thanh ông mát với cái tiếng mỏ của ông rồi, đại chúng sẽ tụng theo thì cái thời kinh đó nó sẽ lợi lạc hơn. Cái đầu tiên tụi con phải lên chủ lễ. Và những người chẳng hạn như những người ở dòng pháp khác, tôi nói thẳng luôn, chẳng hạn như bây giờ có những người cư sĩ họ tụng rất là giỏi như cô Diệu Khai, nhưng mà quý vị nhớ, con ở nhà con tụng giỏi là con tụng theo con, nhớ kỹ nha. Chẳng hạn Quang Minh hồi đó bên Úc, con Minh tụng theo kiểu của con kiểu tụng theo cái kiểu của Tịnh Tâm Học Hội, hoặc là con tụng kiểu người Trung hay là người Bắc gì nó thể không biết. Nhưng mà khi con đã đầu quân vào trong cái dòng pháp sư phụ là con phải đi theo cái tông môn của sư phụ. Cho nên nói cô Diệu Khai cổ tụng giỏi, nhưng mà khi cô vô đây cô chọn liền, tại vì cách cô học là cô học ở những cái chùa khác. Rồi khi con ở nhà con tụng mình, con đâu có thính chúng đâu, con giỏi lắm, con tụng gì cũng được, nhưng qua đây không được. Thành ra cái tối thiện của thầy đó, thả mà vô trong đầu quân cái hệ thống này là phải đi đúng cái cách thức, nghi thức của thầy. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là thầy tối kỵ là tụng giải can. Trong này cái bài nguyện hương của người ta là nguyện đem lòng thành kính, thấy không? Cái lấy cái bài kia nguyện thử diệu hương dân để vô cũng là cái âm nghĩa thôi, người ta không biết cái gì hết. Có nhiều người đó đang tụng kinh này rồi nhảy qua kinh khác, đại chúng này làm sao không tụi con? Hay là không biết ở đâu hết. Cho nên bộ kinh này hãy đưa ra là từ A tới Z phải tụng đúng. Rồi tụi con làm tăng ni mà chủ lễ không được á, ngay trong cái chúng của mình mà tụi làm sao tụi con, khi người ta mời tụi con đến nhà hoàng tụng, tụi con lúc đó là đủ loại bá quan, tụi con tụng được không? Cho nên tụi con sẽ thất bại đó. Tụi con chưa có đủ khả năng làm phô qua cho người ta giảng sanh, chưa có làm được chuyện đầu tiên. Tụi con phải đi coi như là tịnh độ, là chuông mỏ, làm chủ lễ, phục nguyện, dẫn chúng, căn bản cái đó trước đã. Rồi từ từ đó tích lũy công đức, quan trọng là giữ giới. Muốn có đạo lực thì phải có đạo hạnh. Đạo hạnh tức là hành trì, rồi lực đó, là mình tụng với cái nhất tâm nó có lực. Bởi vì trong cái 10 cái hạnh nguyện phổ hiền trong kinh Hoa Nghiêm đó, lúc tụi con lâm chung cái gì nó cũng mất, chỉ còn có cái nguyện. Chính Đức Phật giảng là chỉ còn có cái nguyện đó. Cái nguyện của mình là nó vẫn không mất. Con lâm chung mà con đang sắp thấy ác tướng hiện ra, con nói con nguyện chúng sanh vô biên, con thề nguyện độ, dù con ở lại cõi này con cũng tìm mọi cách con độ chúng sanh. Cái nguyện đó nó đẩy con lên cõi trên. Cho nên từ chỗ này thầy nói là tăng ni thầy đó là bắt đầu từ nay đó làm chủ lễ. Đầu tiên không chủ lễ được, tăng nghiêm thì đi từ cái thời kinh cúng dòng. Cúng dòng chủ trương của thầy là tụng tiếng nào ra tiếng đó. Mình người Việt, mình phải tụng ra âm Việt. Còn mình tụng á, Ti thấy rồi, Ti đi nhiều chùa, họ tụng âm Hán không? Dạ. Cứ biểu xa, biểu là bái, không biết cái gì, không biết, họ ngơ ngơ ngóng ngáo. Cái người sống cũng không biết nói cái gì, con cháu không biết, người chết không nói gì. Cho nên từ nay là tụng của thầy là tụng đã chuyển ngữ ra tiếng Việt hết. Rồi khi cúng dông là tụng với tất cả trong trái tim. Vừa rồi tôi cúng cái ông này nè, ông Tiểu Quang hỏi khi mà thầy tụng chú biến thực á, lúc mà cúng dông á, mới vừa rồi này con nói sao con nghe mùi đồ ăn nó bay tùm lum á, con hỏi thầy phải không? Mới vừa rồi con có hỏi sư phụ phải không? Lúc đó là sao mà con hỏi mùi đồ ăn nó bay ra là sao? Lúc con hỏi dưới là sao? Con ngồi trên khu rực cúng dòng ở dưới, con ngồi cái hàng gần chỗ thầy tệ nề tệ nhân đồng đội khu trên này là khu của mấy ông tăng thầy sanh rồi đó. Con ngồi cái khúc cho mấy ông xuất gia giáo viên. Khi mình tụng với cái tâm á mà thành á, là cái thực phẩm của mình là loài người, nhưng mà nó sẽ biến thành hương vị cõi trời cho những cái loại mà hương linh mà họ là phải.
thì con nghe cái mùi nó cát thơm phức đồ ăn hết nha. Nhưng mà người nếu mà tụng cái tâm mình không có đạo lực đó là không có ra cái mùi đó. Con nghe cái mùi đồ ăn nó bay phức, con tưởng là đồ ăn, thật ra nó đã nguội lạnh trên dưới kia, mà con nghe nó bay nực lên trên cái khu vực trên này. Thì những người nào mà khi mà thì chú thanh tịnh sẽ thấy được cái đó, nghĩa là những cái mùi thực phẩm của cái thế giới vô hình, họ nghe hưởng được những cái hương vị đó. Cho nên trở lại vấn đề đó là ngay bây giờ nếu mà thầy đi vào sanh tử, thầy đi vào sanh tử, tăng ni của thầy nội á, họ làm chủ lễ chưa xong đó, rồi ở trong làng đó có những người họ chánh tông là họ theo của sư phụ. Chánh tông tức là từ lúc sư phụ đắp y, từ cư sĩ họ nghe pháp sư phụ, rồi được sư phụ đắp y, sư phụ dạy họ là từ A tới Z, tức là giống như là họ là coi như là cái DNA là mát 99%, không hiểu không? Rồi có những người họ ở những cái dòng pháp khác, họ đến có không Hồng Đức? Họ được huấn luyện khác, rồi họ đến đây đó, họ không theo cái dòng pháp của sư phụ, mặc dù họ núp bóng với sư phụ, rồi họ vẫn sử dụng cái đó. Thì cái sau này khi sư phụ mà qua đời rồi đó, thì những chính cái đó là nó sẽ tạo ra cái mâu thuẫn ở trong cái hệ thống này, chắc chắn luôn. Bây giờ còn sư phụ là cái ngọn hải đăng, sư phụ đè hết những cái tà kiến đó. Nhưng mà sư phụ nằm xuống rồi đó, thì chẳng hạn cô Hồng Đức á, chỗ là chánh tông của sư phụ, nhưng mà tổ xuất gia sau cái người đến đó, cái người đó mới đem cái đẳng cấp của mình là xuất gia trước, là lấy cái đâu nọ cấm cầm bà kia, thì rất là nó tạo ra cái gì phá vào hợp tăng lực. Cho nên mình ngay trong lúc này, bây giờ tôi quan niệm những đệ tử của tôi ở bất cứ chỗ nào, nhưng mà khi đã đầu quân vào chỗ tôi là chỗ phải theo cái dòng pháp của tôi. Còn nếu quý vị không theo dòng pháp của tôi thì có quyền vô đảnh lễ tôi và không có nhận tôi là y sĩ sư nữa thì xong, đúng không? Nó rõ ràng như ban ngày. Còn bây giờ như cô Diệu Khai, cô nghe cái này là cô giỏi đâu, cô không biết. Hồi đó cô hồi niệm rất dễ, thầy cô là hồi niệm mà tôi dẫn tụng Địa Tạng, cô tụng có mình tôi với cô. Hoặc làm thầy hỷ thì xong rồi, không ai biết đâu có chúng. Nhưng mà giờ cô vô trong này là cô phải đi y chang như cái bài bản của tôi vậy đó. Phục Nguyệt cũng vậy, mà Chu Mọ cũng vậy. Cô có khả năng đó, nhưng mà nhớ, một cái người cư sĩ rất là giỏi mà vô tụng thuyết chúng nó khác liền, là tại vì chúng họ đi theo cái rơ đó, là mình vô mình chổi liền. Nên nhập gia tùy tục. Rồi bây giờ tôi biết có những người mà nó chỉ là tụng tâm chú lăng nghiêm không, những người đó tôi quan niệm liền không có đạo lực đó. Không có đạo lực đó. Trừ trường hợp như vừa rồi một con đệ tử mà nó bị tà sư đó, thì lúc đó nó tụng tâm chú thì nó không thể tụng hết lăng nghiêm được, không thể tụng đại bi được, nó cũng to tâm chú. Nó ngắn để đẩy cái lực của tụi mà tà sư ngoại đạo nó sử dụng thiên ma để mà nó làm đó. Thì cổ nói sau khi cổ bước ra khỏi cái nhà ông thầy đó là cổ tỉnh liền, cổ nói tại sao mà cổ bị ông thầy đó lợi dụng. Cổ tiến đi kêu cảnh sát bắt luôn. Cổ nói mà lúc đó nó biểu gì mình nghe cái đó là lại gì, nó dùng tà thuật đó. Cho nên á, bữa nay thầy Quan Ninh Tăng Ni và những người mà vô làng hay là những người đang phục vụ trong hệ thống thầy đó, mà khi đó mà quý vị tu cái kiểu mà ẩn dương nương Phật đó, thì nó uổng cuộc đời. Nó uổng, rất là uổng. Thà là quý vị ở ngoài đời, quý vị cũng lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho con, rồi lo trả hiếu cha mẹ, và đồng thời quý vị đóng thế cho xã hội, quý vị không có nợ. Còn quý vị vô đây đó, ăn trên ngồi trước, được người đời, quý vị có đồng ý không? Một cái người cư sĩ mà khi mà đắp cái y tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi, thì họ lúc nào cũng được cái hàng cư sĩ đại gia kính trọng. Con có đồng ý không? Thành ra họ ăn trên ngồi trước. Mà ăn trên ngồi trước đó rồi là mang nợ đó. Mình có xứng đáng để ăn trên ngồi trước không? Cho nên là cái vấn đề đó, chúng sanh vô biên thề nguyện độ là cái nguyện lực đầu tiên của người xuất gia. Mà mình vô đó mình không muốn rửa chén, không muốn lộn lá chùa, thấy cái bao rác đi đó là đi né. Cái đó có không? Cái chùa mình có không? Thấy cái đống đó là né, lánh nặng tìm nhẹ, thì làm sao mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ được? Đó là chưa nói là cái ơn tổ quốc mình còn nặng nề nữa.
Tụi con thấy mình mắc nợ nhiều lắm, cho nên thà là ở hoài mà không mắc nợ. Những người đó như vậy thì làm sao mà họ được mà về cõi lành được. Cho nên uổng cuộc đời là như vậy đó, thầy nói rõ ràng. Cũng như tụi con vô đây, tụi con tình nguyện là thầy không bao giờ thầy nói đó. Những đứa mà vô xin làm là tụi con là có lý tưởng. Ở vô đây bữa nay hai vợ chồng con đi là trong đầu nghĩa là vô đây không quả. Có nghĩ vậy không? Tụi con nghĩ vô đây kiếm gì làm, thế mà không quả. Tụi con có một cái mục đích là có cái lý tưởng vô. Còn cái người mà đi chơi vô đây ngang và bắt làm là người đó không bao giờ làm được. Nha. Cho nên trước 75 á, thì người ta vô chùa tu á, 80% là trốn quân dịch. Rồi nó có không? Được quản dịch vì lý do tôn giáo cho nên người ta đi tu. Sao dịch cộng nó vô cái lỗi nó ra hết. Còn bây giờ đó, những tu sĩ vô nhiều bây giờ là sao vậy? Cái vấn đề đi Mỹ đó quý vị. Thấy không? Bây giờ tu sĩ Việt Nam tới mấy chục ngàn đó. Mà đừng có nói là không có cái chuyện nào mà đi Mỹ lẹ bằng cái việc tu sĩ. Ủa mình đồng ý cái đó không? Bên Úc cũng vậy thôi. Cho nên người ta tu cái lý tưởng đã là sai rồi. Rồi cái thứ hai đó là quý vị thấy anh trên ngồi trước. Rồi Đức Phật ra cái lệnh đó là có ba y, một bình bát, thấy không? Một cái tòa cụ. Ngài ở gốc cây ba bữa thì Phật có đuổi rồi, nhưng mà thời này không có được. Cho nên mình mới có tỉnh xá, mình mới có chùa chiền. Cái chùa đâu có lỗi gì hết á. Ngày qua thầy nói ngày hư dân ngày trùng tu không có mấy ngàn ngôi chùa. Nhưng mà cái chùa đó phải làm cái gì? Cái chùa đó là cái nơi mở mang trí huệ cho cái hàng Phật tử. Cái chùa đó nơi để mà độ cho những cái người âm họ được siêu thoát. Người dương thì họ mở trí huệ thì mới có công đức. Thấy không? Tụi con thấy đó, thầy làm cái phần lễ tôn thắng này tụi con thấy vậy đó. Nhưng sau này thầy nói cái lễ cho nghe. Trong cái kinh mà phần ảnh tôn thắng có phải là cái ông thiện trụ thiện tử ông hết phước không? Tụi con đọc rồi phải không? Ông hết phước là ông sắp đọa làm gì? Bảy kiếp làm chó, làm trâu, làm bò, làm heo, làm rắn có không? Ông mới quảng hồn, ông chạy là ông cầu với ông vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích mới nói là bây giờ chỉ có Phật cứu được thôi chứ tôi không biết. Tôi biết ông đọa mà tôi chỉ là ông trời thôi. Phật mới chỉ trì cái thần chú này. Và bây giờ rõ ràng lắm. Bây giờ tôi thấy rõ là ông thiện sát, ông thể sanh này nè. Ông không vô phần đỉnh tôn thắng này đó, là ông hết thân người ông sẽ đỏ đó. Mà giờ ông vô đây phần đỉnh tôn thắng là thấy là ngưng ông lại rồi đó. Ngưng ông lại rồi. Nói lấy cái bằng chứng ông là rõ ràng nhất. Phải không? Ông thể sanh là bắt đầu trước khi tu là dân anh chị mà, xã hội đen, sơn đen mà. Là đang ghiền cái xì ke là coi như là lúc đó là hải nó chở lên kia cai là quản rồi. Nhưng mà sau 3 tháng làm ở phần đánh tôn thắng này đó là cái ông trời tệ sanh này đó có phước trở lại rồi. Cho nên Hồng Đức mới mua phone đồ cho cái internet đồ chơi mà vô quẹt vừa vừa đó. Bỏ thuốc được luôn rồi đó sư phụ. Hả? Bỏ thuốc luôn rồi đó. Bỏ thuốc luôn. Tôi nói là tụi con hiểu liền à. Phần đánh tôn thắng chưa cứu ai nhưng mà cứu một ông trời tệ sanh sắp hết phước đỏ xuống địa ngục. Bây giờ thấy nghĩa là con thấy rõ ràng nó còn cứu được nhiều người đó. Thầy nói đơn giản một cái thôi chứ đừng có nói nhiều. Nói là 3 tháng qua bỏ luôn thuốc lá rồi đó hả, ngầu vậy đó. Nghe nói thì mừng, thấy không? Đó, ai cũng khen hết á, ai cũng nói là thầy sanh nhìn cái phước tướng ngồi tụng kinh nghiêm nghỉ rồi. Rồi khi thầy hỏi cái chuyện là cái hòa ước tân của bên Tàu ký là ai mất tỉnh nào không ai biết, của mình con biết là mất Thượng Hải, giỏi vậy đó. Nhờ coi phim Tàu nhiều giống gì hết. Không, thầy nói là tụi con thấy nói cái phần đánh tôn thắng này chưa cứu ai nhưng mà cứu ông thầy sanh trước rồi. Rồi trở lại vấn đề. Ở đây này, chỗ này thầy nhìn xa lắm chứ không xa. Kali sẽ đi tới cái chỗ là đói, tụi con có tin chưa? Cái đường lối đóng thế của Nelson này đó, nó lên một lượt từ 16 đồng lên 20 đồng lên 4 đồng. Mà khi nó lên như vậy đó là cái burger king nó sẽ lên, hamburger nó sẽ lên và cái pizza nó sẽ lên. Bây giờ đó một cái thằng deliver pizza. Mỗi lần nó deliver đó người ta còn cho nó tiền tiếp. Bây giờ nó phải tăng lên rồi. Vì minimum wage mà 20 đô là nó khác rồi. Mà hồi xưa đó đảng Cộng hòa nó lên là nó lên từ từ.
nó lên một lần 50 cent, tâm tâm chứ không lên giọt cái này là chết rồi. Bây giờ đó California đang nợ mấy chục tỷ đô la thâm thủng, bây giờ thành phố Oakland là tiêu hết rồi, thành phố Los Angeles đó là tiêu hết rồi, kể cả cái tụi mà Hollywood đó, nó quay mặt trái cũng là homeless đầy hết rồi. Rồi bây giờ các công ty mà bán lẻ nó mua hết Cali, nó mua ạt luôn. Thì bây giờ là còn lại hai cái giai cấp, là giai cấp welfare, giai cấp mà di bất hợp pháp, di dắt tội phạm của tụi tài phiệt nó ở đây đúng không quý vị? Nó sẽ đi hết. Tụi con thấy xăng ở đây sao? Nó bớt lạm phát mà xăng nó vẫn lên, hả? Mà xăng lên là không có cái gì mà xuống được hết. Cho nên thầy nhìn xa lắm, thầy nói thấy vậy đó, Cali không còn là Golden State nữa đâu. Sư phụ hồi đó ở đây, thời gian mới qua Mỹ năm 80 đây rất là phước đức lắm mới lọt vô Cali. Mà bây giờ sư phụ về, sư phụ rùng mình luôn. Đó là đi thử một vòng hỏi cái vùng mà sau lưng của San Francisco nè, sau lưng của cái chỗ mà cái kêu là mặt trái của cái thành phố là thấy toàn là homeless. Rồi tụi con thấy người Mỹ bây giờ nó hút sách á. Hồi xưa hút nó phải có tiền nhiều, hút cocaine nó mắc. Mà bây giờ cái fentanyl của Tàu nó đưa qua nó chỉ 5 đồng, 4 đồng có phê, có thấy người Mỹ. Hồi xưa thầy từ ở bên đảo thì qua thấy người Mỹ nó làm việc ghê quá. Nó làm rất là hăng. Nghĩa là đi đâu cũng không thấy cái thành phần nghiện hút. Mà bây giờ mình đi ngang những cái thành phố là thấy tụi nó nghiện, nó hút. Nó gục đầu, nó nằm đó rồi một đống đó là kim chích. Tụi con thấy cái cảnh đó có không? Đầy hết. Mình nhìn những cái lớp xã hội nó hư hỏng như vậy, làm sao nước Mỹ đi lên được cái gì? Bây giờ nghiện hút ở Hoa Kỳ chiếm hết 30%. Con cháu quý vị á, vô đó nó cho hút luôn đó. Hồi xưa cái ma túy nó mắc, thì nó nhà giàu mới hút được. Bây giờ tàu cộng nó đưa ma túy rất là rẻ. 5-10 đồng cũng có thể có cái loại mà kêu là ma túy đá hút rồi. Cho nên ở một cái thế giới này mà tụi con, mà những người không có con là rất là có phước. Hai vợ chồng con không có con, hai đứa này có phước lắm đó. Có con rồi ở cái xã hội này nó không còn là thiên đường nữa đâu. Cho nên cái kỳ này mà mấy ông Trump ông không thắng đó, là coi như chúng ta không có chỗ nào chạy nữa. Tụi con theo dõi nó khoảng chừng từ đây tới tháng 6, cái lò lửa chiến tranh nó đang bùng nổ lên ở Trung Đông. Là bây giờ tôi biết rồi, 7 thằng sĩ quan cao cấp, có 1/2 thằng cấp tướng của thằng Iran bị Do Thái bắn, không biết chuyện đó. Tụi đầu não bắn ngay Syria. Mà bây giờ ông Biden ông đi cái chết hàng hai. Một mặt đó là cũng là Do Thái là đồng minh, mà ông lại qua nên Do Thái. Một mặt ông vẫn so dịu Hamas. Cái thế này mới là chết. Rõ ràng là mình không thể đứng hàng hai vậy được. Rồi bây giờ Biển Đông con thấy Philippines với Tàu không? Thì bây giờ nó là cái mặt trận Uran, bây giờ con thấy trên mạng đó, là nông dân của tụi Tây đó, giờ nó dùng những cái xe cài, cái mùa này là cái mùa xuân, mùa trồng trọt á, nó dùng xe cài nó ủi, nó phá thành phố Paris, con có thấy trên mạng không? Là nó đem phân bò nó xịt, tại vì tăng thế cái tụi cánh tả của tụi Âu Châu, bây giờ 30 nước nó đóng thế chịu không nổi. Bây giờ nó có 100 mẫu đất, nó trồng có một mẫu cho gia đình ăn thôi. Tới tháng 6 này cái mùa thu hoạch không có, tới mùa thu sinh năm nguyên Âu Châu đói hết. À, cho nên đó, bây giờ nó khủng hoảng toàn thế giới rồi. Cuộc chiến tranh giữa Ukraine với thằng Nga bây giờ cũng chưa có ngã ngũ, sẽ thêm có một chiến tranh ở Trung Đông nữa. Đó. Mà tụi con cứ lơ mơ, thành ra thầy thấy rất là lo. Mà cả thế giới bây giờ nó không phải chỉ có mình muốn Trung đâu, cả thế giới tụi 30 nước Âu Châu nó đều muốn Trung thắng. Từ ngày thằng Nelson nó lên nó làm ở Cali, tụi con thấy nó có làm gì lợi cho Cali nữa không? Tụi con chỉ cho thầy một cái lợi thôi. Tàn phá Cali hết rồi. Hết cái một ngày 15 tháng 4 này nè, người ta khai mở gốc xi hàng loạt luôn đó. Tại sao vậy? Tại vì con á, mà khai mở gốc xi trước ngày 15 tháng 4 con không được lấy tiền thế. Vừa qua 15 tháng 4 nó khai mở gốc xi hàng loạt. Thấy không? Cái này là thầy nói rõ. Mai mốt á, chỗ này cũng giống như cái chỗ mà những người đau trouble đó, không có giỡn đâu thầy nói đó. Nha.
Đối với sư phụ là sư phụ nhìn thấy là bây giờ đó là chúng ta chỉ còn có một cái gen có tháng 11 đó thôi. Mà quý vị biết là Elon Musk á, vừa rồi ông có tuyên bố bị áp sát 2 lần. Elon Musk ông bị tụi nó áp sát 2 lần. Nào biết Elon Musk là ủng hộ ai tôi biết rồi, ủng hộ chúng. Cho nên cái vấn đề này tụi con ráng mà tu. Nếu mà dân Mỹ nó còn có phước á, thì ông Trung thắng. Mà với cái tình hình bây giờ đó, Hồng Đức vô coi đây, thanh niên thiếu nữ Mỹ ăn được gục gà. Nó đi đầy thành phố rồi đĩ điếm xì ke, những cái thành phần vậy làm sao mà chiếc sáng qua kỳ ở đâu nữa. Thấy không? Giờ tụi con thấy đó. Mà sư phụ chỉ cầu nguyện cho ông Trung ổng thắng, rồi thế giới nó đi là ổn định để cho con cháu mình nó được một cái thời kỳ. Thời kỳ này giống như thời kỳ mà hồi đó ông Carter. Ông Carter là một tổng thống tệ nhất của đảng Dân Chủ, nhưng bây giờ so với Biden vẫn tốt hơn. Rồi hồi đó nhờ ai cái gì? Không có Reagan là tiêu Hoa Kỳ là tôi không biết chuyện đó mà. À, ai qua sống thời kỳ Reagan là biết đó. Reagan ông 8 năm ông phục hồi lại được. Rồi sau Reagan rồi tới hồi Bitcoin có 4 năm mà. Bitcoin bị rớt. Rồi tới Bill Clinton 8 năm. Obama 8 năm. Tới Biden 3 năm mấy rồi mà thấy mình chết rồi. À, tụi con về tụi con cảm trầm, tâm đồng tụi con đi tụi con thấy thế nào? Tâm đồng thời cách đây 10 năm thấy thế nào tụi con thấy. Bây giờ nhiều lúc thầy đi chợ lâu thầy không đi đó, biết. Thầy vô thầy mua cái tưởng mình ô sao có mấy món à. Vậy con đi chợ pháp hội con biết rồi đó. Bây giờ đi hồi xưa mình đi á là 10 ngàn là quá chừng luôn, bây giờ con đi 10 ngàn không được. Không có đồ. Nói như bây giờ ba cái cây này là lâu nay là mua nè, đồ đạc này nó lên hết rồi. Cho nên đối với sư phụ là tăng ni cố gắng đi. Nếu mà sư phụ còn sống được ngày nào đó thì tăng ni ráng mà học, ráng mà làm để mà đem cái gì Đức Phật dạy để mà mình có cái công đức, mình có cái đạo lực. Chứ sau này đó là sư phụ mà tan hàng sớm đó, mà tụi con chưa trưởng thành đó, sư phụ cũng nhìn được. Hồng Đức thì qua cũng có nói vậy đó, chắc mọi người phải lo thủ lấy thân mà chạy, bỏ cửa chạy lấy người đó, không chừng chạy trốn vô đây không có địa chỉ, không có giỡn đâu nha. Thầy nói duy hiểu, thầy nói cái gì cũng duy. Sư phụ mà nằm sốt thì tụi con chưa trưởng thành đó. Duy đồng ý không? Làm thất bại cũng là chết. 10 lần thắng mà 1 lần thua cũng chết. Tệ quan đồng ý không? Con chưa trưởng thành mà cha chết là mệt lắm. Mệt lắm. Thầy nhìn được. Nghĩa là bây giờ tất cả các làng nó đều nằm dưới cái quyền control của sư phụ. Thì họ kêu sự là sư phụ. Nhưng mà khi mà nằm xuống rồi, mỗi cái làng nó có cái đường lối riêng. Không ai phục ai. Rồi lúc đó là nội trong nồi da sáu thịt luôn á. Cho nên những cái lúc này còn sống, tụi con ráng tích lũy công đức. Tu hành cho nó khá lên một chút. Nhờ có chư thiên hộ. Tụi con nhớ. Tụi con trì chú giỏi là nhờ cái hàng hộ pháp họ hộ được con, chứ tụi con không có hai cái lực gì đâu. Nha. Cái hàng hộ pháp họ hộ thì họ đưa đẩy mình. Bây giờ thầy chỉ cầu nguyện thôi. Sư phụ ngày đêm cầu nguyện làm sao có những tăng ni trẻ có lý tưởng. Bây giờ tôi nói thật á, ông thầy sanh mà bây giờ ông thành người tốt luôn là thầy mừng hơn cái gì hết á. Ông thầy sanh này ông hư hỏng từ một cái người cao bồi rưu đảng hút sách mà ông thành người tốt là thầy nói thật là rất là tốt với sư phụ luôn. 5 năm nữa mà con vẫn như vậy là sư phụ mừng lắm. Không chừng kéo ông dạy riêng phô qua cho ông đó. Đâu có biết được. Hồng Đức đồng ý nếu mà ông mà như vậy mà 5 năm ông vẫn tốt. Mà ông được học hết cái sư phụ á, nhiều khi còn tốt hơn con nữa. Cho nên sư phụ hy vọng vào cái thầy sanh rất là nhiều cực đáng như con. Giờ tôi biết được bỏ thuốc là sư phụ mừng rồi đó. Bỏ xì ke được rồi phải bỏ thuốc. Ông thầy quán ngày xưa nó bỏ rượu được 5 năm. Ông thầy quán không có xì ke, cũng không có trai gái.
bỏ rượu được 5 năm rất là tốt, rồi sau này rồi con bỏ được á, mà con hút lại là con chết, hút nhiều hơn nữa đó. Uống vậy đó thầy triệu quán là rất là uống 5 năm rồi. Tu lúc 5 năm đầu rất là tốt, nhìn những cái công trình nào cũng có bàn tay của ổng. Cho nên thầy hy vọng lắm, nhìn tìm những người vào tu trong cái này, thầy cứ cầu nguyện thôi. Mà có cái lý tưởng, nó nặng trách nhiệm lắm. Ngoài cái chuyện mà độ sanh độ tử còn có nhiệm vụ đối với tổ quốc nữa, chứ không phải là quay lưng được. Chúng ta tu mà chúng ta quay lưng với cái vấn đề chính trị chúng ta chết. Vì ở đây ở California họ cứ người Việt mình có thấy ơi ai làm gì làm, Cộng hòa Dân chủ gì cũng vậy, không phải vậy đâu. Cái tư tưởng người Việt mình hồi xưa đó, có cái đó không? Cộng hòa cũng được, Dân chủ cũng được, không phải vậy. Tụi con thấy những cái chuyện làm vô lý không? Sư phụ đi phi trường đi riết mòn máy bay luôn á, mà mày đi qua trường nó cứ chim bay tò ca gì, mình đem những đồ phô qua hay là cái gì á, nó cứ mò nó xét ra. Trong khi nó mở cửa San Diego, giờ con thấy San Diego chỗ tụi con có thấy chưa? Nó đổ toàn là cái tuổi mà di dân Pháp, giờ mới xảy ra một cái thằng ở Nam Mỹ nó lên mà nó đã bị trục xuất 8 lần mà tại nước Mỹ, mà nó mới giết người đó ở tù đó, mới vừa giết người nè. 8 lần nó vô đây là đuổi ra. Lần này cái thằng Homeland Security đó là Quốc hội Hoa Kỳ bắt đầu đó, phải lột chức nó tại vì đó. Con bây giờ con đi Úc con biết liền á, con ra phi trường con đi ngược ra lại Mỹ nó cũng xét con đủ thứ chuyện hết. Mà con là có bắt vào Mỹ, bắt vào Úc đó, người tốt đó. Nhưng lúc thầy ngồi thì bực mình là cái người đi biết muốn mòn cái phi trường luôn. Mà nó vẫn xét trong khi nó mở cái cửa cho di dân bất hợp pháp vô làm. Nó làm chuyện vô lý vậy. Vì giờ cái làng mình ở đây mình xét rất kỹ cái cổng nhưng mà mở cửa cho Homeless vô. Bây giờ tụi con có thể nào mở cái lòng từ bi mà mở cửa cho bất cứ người di dân của Phật Pháp vô nhà tụi con ở, mặc dù tụi con dư phòng cho không? Nhưng bây giờ cái này thầy có thể cho Homeless vô ở cái tháp. Cho người nào mà họ đàng hoàng vô mình có thể nuôi là được. Thấy không? Bây giờ tụi con bây giờ biết con người nào họ nó giờ bị tới lay off rồi, học trực tử đó. Họ không có tiền đi mướn nhà, nó thì cũng cho ở đi. Tại vì họ đang sát cơ. Nha. Nhớ kỹ. Mình giúp cho họ cái cần câu, chứ không phải giúp cho họ con cá hoài. Tụi con có hiểu nó không? Chứ phương tiện cho họ. Bây giờ ở Cali này mà tụi con bị đuổi ra nhà, mất nhà rồi đó. Tụi con muốn mướn một căn nhà đó, chiếc đầu, túi nè, deposit. Nghe nói cả chục ngàn mới đưa vô được căn nhà, phải không con? Muốn vô một căn nhà thôi, nhà tư. Và con phải có 10 ngày, tháng đầu, tháng cuối, rồi để với dịch. Nhiều người họ sẽ khổ, tương lai sẽ khổ. Cho nên đối với sư phụ bây giờ chỉ chấn chỉnh tăng ni làm ơn. Những người đang ngồi trong cái hệ thống của thầy ráng học. Cái đầu tiên tụi con hành trì, ngoài những thời hành trì của sư phụ ở làng là bắt hai thời đó rồi. Tụi con có những cái thằng tì riêng của tụi con nữa, chứ không phải là nhiêu đó đủ đâu. Nha. Kỳ này qua bên làng con rô, sư phụ sẽ chỉ cái chìa khóa để làm phô hoa đó. Chỉ chung chung những cái nguyên tắc tại sao mà cái người đó chết mà 3 năm rồi vẫn làm phô hoa, vẫn cái thần chú tỳ lưu quán đảnh. Là cái thiền chú tiền lưu quán đảnh, tụi con mổ cái bộ đồ lan đi coi nó có để là trì trên cái cát rải lên cái mồ mã người này được siêu, có nói cái đó không? Mà tại sao mình làm không được thì cái này sau này thầy sẽ chỉ. Riêng ở đây nè, sau này những tăng mà thầy bác được những cái tách đó rồi đó, mỗi một tháng về đây có học phá mật tông riêng, không phải dạy hoài đâu. Ngay chỗ này nè, chỗ cái phần lãnh tôn thắng sau khi mà thầy khánh thành rồi đó, cư sĩ cũng được. Những người đó phải bác cái text, thầy dạy riêng một khóa, mỗi một năm thầy có một cái khóa đặc biệt, không có dạy nhiều, dạy cho những người mà sau này sẽ có khả năng làm phô hoa là dạy cho đây. Là phải có cái tượng Phật đảnh tôn thắng, phải có một cái lễ thiệt lớn như vậy rồi đó, là phải kiếm được ít nhất là 500 người giữ 10 giới trong sạch. 500 người giữ 10 giới trong sạch, chứ Thiên Long Hộ Pháp là hộ giới đó. Rồi sau đó thì chọn ra những cái người nào mà có cái, tức là có cái khả năng mà nhận được cái mật pháp này đó,
sẽ có vài người tu sĩ sẽ vô đây và có vài người cư sĩ. Thầy chỉ cần khi mà thầy nằm xuống đó, là trong tâm đồng của thầy có vài ba người có thể làm những chuyện mà thầy đang làm đó, thì thầy những cái hệ thống này nó sống. Còn nếu mà không được những người đó là hệ thống này nó sẽ đi vào mai một ngay, thầy bảo đảm luôn, nó sụp rất là lẹ luôn. Lúc đó tụi con á không có tiền trả điện luôn, tụi con không có tiền để mà lo cho mấy bà già đâu. Cho nên chỗ này đó hãy ráng giúp đi, để sau này thầy có những cái khóa đào tạo đặc biệt cho tăng ni và cư sĩ, những người có cái đời trước họ đã có tu rồi, sau này là họ, những người đó là chuyên không có dạy ra ngoài được, cái đó là dạy riêng thôi, dạy riêng thôi. Mà cái đó là không phải sư phụ chọn, không phải sư phụ chọn đâu, có thuộc về mật tông chọn đó, chứ không phải là sư phụ chọn đâu đó. Thật ra nếu mà sư phụ mà không có biết được là trong hệ thống thầy sẽ có được mấy người thì sư phụ cũng làm này nữa. Sư phụ nản lắm, ví dụ thấy nó đăng đăng đê đê này, nản lắm, biết là bây giờ mình nó lớn tuổi rồi, hồi xưa đó làm con rô còn trẻ, làm Indo còn trẻ, bây giờ nó bảy mấy rồi. Nhưng mà một đêm đó thầy thấy sư ông Kiến Châu nói, con ráng đi, trong này cũng có được ba người, trong nhà đệ tử của thầy có ba người, mà có một người cư sĩ, hai người tăng ni mà không biết nói ai. Thành ra thầy mới ráng làm cái này á, chứ sư ông không có về nói là thầy không có làm này. Sư ông nói đừng có nản, ráng đi. Có ba người có thể theo được cái dòng mật tông này mà không biết ai hết. Sau cái khóa tu rồi thầy sẽ từ từ có ba người. Ba người trong số 12 người, tức là ba người đạt tới cái trình độ là coi như là tổ mật tông đó. Rồi sau đó có 12 người là kế tiếp. Sau khi ba người đó mất rồi, trong 12 người đó sẽ kiếm được mấy người nữa, trong mấy trăm người, mấy ngàn người nó thầy đó. Cho nên nó sư phụ nói là ráng mấy người ra đóng góp ở đây, ráng giúp một bàn tay cho sư phụ đi. Sư phụ đã lớn tuổi rồi, mà nếu mà không thành công được cái này thì nó mai một tất cả những cái gì sư ông Kiến Châu để lại. Tụi con nhìn thấy á, những cái chú nó linh diệu như vậy mà Đức Phật đã bỏ ra biết bao nhiêu rồi, truyền thừa qua tới Tây Tạng, rồi bây giờ tới tay của mình, mà kể cả các sư Tây Tạng họ cũng không biết được cái này, tại vì Tàu Cộng nó chiếm lột hết rồi. Mà cái này còn được là nhờ lúc đó là cái chùa Tây Tạng, tụi con vô Google nha, tụi con sợ cái chùa Tây Tạng ở Bình Dương nha, là nó hiện ra cái ông thầy Tịch Chiếu, cái ông sư phụ của thầy Tịch Chiếu. Ông Tịch Chiếu bây giờ ông trăm mấy chục tuổi, ông chết rồi. Ông thầy Tịch Chiếu hồi ni sư Như Thủy mà đi tị nạn đó, có ở chùa Tịch Chiếu một lần. Thì lúc đó đó là cái bộ này á, là cái bộ đưa cho ông Tịch Chiếu nhờ ni sư Như Thủy dịch ra. Ông thầy của ổng á là 1940 mấy qua bên Tây Tạng, lúc đó là Tây Tạng nó chưa bị mất bởi Tàu Cộng, 1945 ổng qua bên Tây Tạng, ổng quy y với Bụt Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thì lúc đó cái bộ mật tông này, cái bộ khoa này còn dạy. Nhưng mà sau khi tới 1949 á, cái ông thầy này ổng đem được cái bộ này về đó, thì lúc đó Tàu Cộng nó chiếm Tây Tạng rồi đó. Những cái bộ kinh nào mà tinh hoa của mật tông á, nó lấy là hết. Cái ông đó ổng dùng cái chữ nôm á, ổng mới sao chép lại, thành ra Tàu nó đọc nó không đọc được. Người Tàu đọc chữ nôm được không con? Tại vì chữ Hán mà người Việt mình sửa nét, cho nên nó cho đi qua. Mà ổng đem về tới Bình Dương á, thì không ai đọc được cái chữ này. Thì lúc ni sư Như Thủy dội chữ Hán lên, thì ông Tịch Chiếu đưa cho ni sư dịch, sư tu cái chữ này chuyển cho Hòa Thượng Kiến Châu. Hòa Thượng Kiến Châu thì ghét ông Tịch Chiếu, tại vì ông Tịch Chiếu là coi như là cướp đi của ni sư Như Thủy. À, tại vì lúc đó Hòa Thượng Kiến Châu ở dưới dòng tay của Hòa Thượng Thanh Tự. Hòa Thượng Kiến Châu là ở dưới dòng tay của Hòa Thượng Thanh Tự, mà ni sư Như Thủy là cánh tay mặt của Hòa Thượng Thanh Tự, mà trong khi lại đầu quân với ông Tịch Chiếu. Cho nên Hòa Thượng Kiến Châu không dịch cái bộ này cho tới khi ông Tịch Chiếu ông chết rồi, Hòa Thượng Kiến Châu bắt đầu mới dịch. À, không còn giận ông kia chết rồi, không giận ông nữa, bắt đầu dịch. Dịch rồi thì truyền lên trên Thi Như Thủy, Thi Thủy không thích. Mới truyền cho sư phụ bên Mỹ, mới gửi cho cô Diệu Trung. Mà lúc đó sư ông viết trên những cái áo Đà La Ni. Sư ông
Nếu người ta mang một cái áo vàng, áo tràng vàng thì sao ông lấy chữ đỏ viết trên nó? Nhưng mà gửi chung với áo Đà La Ni thì tụi con biết là mai một áo tràng vàng rồi viết chú bằng chữ đỏ thì bỏ chung với một bộ 40 cái áo Đà La Ni thì sợ gì cậu có lấy đó. Cô Diệp Trung có đem qua, cậu nói sao ông gửi Đà La Ni, thì tôi buồn đó, Đà La Ni tôi nhiều quá mà. Lúc đó là người ta cúng dường quá trình thầy để đó. Cái, sao ông thấy đưa rồi thì thầy cũng không nói gì hết. Sao ông đưa từ 2005 cho tới 2009, sao ông gần mất. Sao ông lên 28 mất thì bỉnh đó, sao ông hỏi con có thích cái mặt tâm sao không nghe nói, con đâu có nhận được gì. Thì lúc đó vô lục trong đó ra thì mới lấy ra, thì lúc đó lấy là ngày dứt có một trang thôi. Chỉ có một trang thôi, chứ không có chỉ nhiều. Rồi nó mai một cho tới khi con quệ tâm á. 2005 nó về nó gặp sư ông viết tay nó mới in ra. Nó đợi 20 bộ, sư ông nó 2 bộ thôi, một bộ bên Mỹ và một bộ bên đây. Thì giao cho cái ông thầy đệ tử sư ông là cái ông mà có tật bằng tay đó, ông luyện mười mấy năm ông luyện được, ông chỉ làm trị bệnh bắt ma thôi chứ ông không làm được cái công an. Cho nên khi mà thầy làm cái lễ mà quán đảnh đó, chuẩn đề cái đó đó. Năm rồi tôi có nhớ không, vừa xong là nó xách cái kính đàn, xách cái bụi tro, như làm tiên cũng có đó phải không? Để có chứ. Là vô tao cho sư phụ. Rồi tao kính đàn, mà khi tao kính đàn rồi đó, thì sư phụ lật trong cái hũ cốt sư ông ra đó, để sư phụ đã hiệp về đến giữ tại phụ rô đó, thì sư ông nói là ráng làm cái Phật đảnh trong tháng này, sau này sẽ có người truyền thừa, tức là cái dòng tổ mật tông nó sẽ đi qua bên Mỹ rồi, bên Việt Nam không được nữa rồi. Cho nên lúc mà thầy năm rồi, thầy làm lễ trên đó, chùa mình, chùa tổ đình bị vô, nó lục xếp mà nó không lấy tiền nữa. Lục banh cái chùa thầy đó, thầy đang tu dưới này không ai coi vô lục, nó cũng kiếm cái bộ này nè. Nhưng mà thầy cho dù có lấy cũng không làm được. Tại vì mật tông á là phải tổ truyền tổ. Sư phụ bây giờ không có truyền thừa được cái này cho tới khi nào cái này thành công nè, thầy mới truyền thừa được. Cái này xong rồi đó, thầy bắt đầu mới dạy riêng tụi con được. Còn nếu mà làm cái phần rảnh trong tháng này xong là coi như đốt, thầy đốt bộ đó hết. Chứ ông ấy làm không được là đốt bộ, không có để rơi vào tay tà sư, đốt hết á, sư phụ đốt luôn. Nếu mà cái này không thành công là đốt bỏ toàn bộ, đốt hết kính đàn của ông, đốt luôn. Nhưng mà bây giờ cái khó khăn mình là còn bao nhiêu nè, bây giờ nói chuyện luôn, nghe luôn. Bây giờ cái tháp này đó là nó tắc cồ rồi, xong hết rồi, đúng không? Dây điện con nó lòn hết rồi, ok được rồi. Những cái phần nào đó mà con chưa có thành, con cho sư phụ biết để sư phụ tính. Sau cái lễ 30 tháng 4 bên đó rồi, 27, 28, 9 rồi, sư phụ phải tập trung. Để có cần là con còn thiếu cái gì, cần nhân lực cái gì. Sư phụ đi tới bữa sư phụ về là thỉnh tượng Phật đảnh lên được. Đúng. Cái tượng Phật đảnh thì có một số người Tết năm rồi đó là đã được quán đảnh cũng vô cái tượng rồi. Thì những người đó là ok rồi đó. Vừa rồi tụi con có là ngay chỗ chánh điện của Indo, tụi con đã được quán đảnh chưa? Được cũng vào ngày chưa rồi, phải không? Những người bên con rô chưa có, cho nên năm nay thằng Đức phải chở qua đó. Tại sao cũng vậy? Là trong đó thầy sẽ coi cái người nào sẽ có nhân duyên. Người nào sẽ có nhân duyên về thì không có nói trước được. Tại nơi họ cụng vô đó rồi đó, tới khi mà đưa lên trên này là không có cụng nữa. Khi mà đưa về đây rồi phải coi ngài nha, mà khi đưa về đây là Hồng Đức biết hộ pháp phải có về đó. Hộ pháp có chưa? Có rồi. Về đây rồi. Khi đi về đây á, là đây phải lia hết á, con phải làm cho nó sạch sẽ dây điện rồi hết á, là coi cái ngài ăn vị đàng hoàng á, ăn vị ngài trước rồi bắt đầu từ đó, bắt đầu nghĩa là ngài phải vô rồi hộ pháp đầy đủ hết. Con dự định á là khi sư phụ an vị Phật đảnh lên trên đó xong thì ở dưới này mới làm tiếp được đó. Tại vì muốn lên khi mà thầy an vị cái đó rồi đó là phải cử lúc nào cũng có một tăng thôi, một vị tăng ở đây tụng trời tụng chú hết á, mỗi ngày ra đó thì những người ưu tiên mới được về đó. Rồi khi tụi con cư sĩ cũng được nữa, rồi con về đó rồi thầy không có nói được người nào sẽ được chọn để mà thầy truyền lại cái phổ hoa này. Thầy cử Di cũng lên nè, thầy cử luôn cả Hoa cũng lên nè. Người đó vô đây mỗi người truyền một tuần cho thầy. Chú trì dây đậy rồi thầy sẽ chọn. Đó. Đó, liên tục cho tới khi mà khai hội pháp hội là những người đó là ngồi trong cái hàng mà 18 vị đó. 18 vị mà ngồi trong cái đầu đàn đó. Mà thầy không có biết. Nhưng mà bây giờ đó là khi mà đưa tượng về rồi đó thì tạm thời là phải là
ready hết, là coi cái ngày sư phụ đưa tượng về là con ready phần trên cho sư phụ, là đưa lên rồi là không có đụng được nữa, không có đụng. Cho nên á, những người mà đã được cụng cụng vô trong cái tượng mà Phật Đản Trung Thắng này cái ngày Tết á, vừa rồi đó, thì thầy không nói rồi, bây giờ thầy phải đưa qua bên kia cho mấy trăm người, cái người nào chưa để họ được, mà tụi con có đi qua được lần thứ hai cũng tốt thôi, thấy không? Rồi khi đó đó, có người trên đầu sẽ có dấu đỏ, mà có người có dấu đen, mà có người lại nổi ấn lên, tôi không có nói trước được. Cũng như có người cụ vô nó sẽ nổi đỏ lên, có người để cái đầu vô nó nổi cái đống đỏ lên. Nhớ dặn mọi người cụng đừng cùng mạnh quá chảy máu nha. Nghe vậy cái cụng cái sưng lên là không được. Thành ra là sư phụ, đáng lẽ sư phụ nản lắm rồi, thấy bây giờ nó tình hình như vậy, nó mất mỏ, đề giật giá nó lên đủ thứ mà phải đưa đệ tử đeo cái sa mạc này làm. Nhưng mà tại vì bây giờ không làm được thì cái mật tông nó không có truyền thừa được. Coi như sư ông là tổ mật tông đó, từ ở bên cái pháp phù hoa này, từ bên Tây Tạng đưa qua đó, có từ chùa Tây Tạng mà ra đó, sư ông là hoàn toàn tu thiền, nhờ biết được chữ nôm. Mà lúc sống nếu mà sư ông đừng có cái vụ mà nghịch duyên đi sư Như Thủy, lại nhận cái ông kiến, cái ông Thịt Chiếu là tụi con vô Google tôi cũng sợ thôi. Chùa Tây Tạng Bình Dương, Hòa Thượng Thịt Chiếu ra hết. Ông Hòa Thượng Thịt Chiếu bây giờ ông đã 110 mấy tuổi rồi, ông mất cái đây cũng, lúc ông mất ông trên 100 tuổi. Mà đi sư Như Thủy là nhận ông là y sĩ sư. Rồi ông giao cái bộ đó cho đi sư Như Thủy dịch, đi sư nó không biết đưa về Thầy Kiến Châu. Mà Thầy Kiến Châu lúc đó là giận đi sư Như Thủy là bỏ Hòa Thượng Thánh Tự, rồi chạy theo cái ông Thịt Chiếu này, cho nên là coi như kẻ thù. Cho tới khi ông chết rồi đi sư Như Thủy lại là đi ra rồi, rồi cũng không còn giận cái gì ông kia, thì lấy là dịch. Lấy là dịch thì sư phụ không biết gì nữa, sư phụ nó đi Mỹ hay là không có gì nữa. Rồi cho tới khi nó đông đuổi cho tới mùa dịch đó, là cái con Huệ Tâm nó đem lên tặng sư phụ. Là bắt đầu từ khi mà mình chuyển qua cái mật tông này, mình thấy nó lợi ích trong vấn đề hồi niệm, nó không còn kẹt ở trong 8 tiếng nữa nha. Cho nên nó tụi con, thầy biết ở trong hệ thống này có 3 người, 3 người học được cái đó. Thì mai mốt là sau khi mà bác cái đó rồi đó, là thầy sẽ có khóa dạy riêng, lấy từ 3 người trong 18 người đó. Mà 18, 3 người đó làm á, trong thời gian đầu đó mà không có 18, không có một cái nhóm 18 nó trợ vô đó thì cũng không thành công được. Tức là cũng giống như mới ra nghề, phải nhờ cái lực của mình người ta. Giống như là thầy nói là cái ông đó là lấy bằng PhD đó, có 3 người lấy được PhD, nhưng mà phải có mấy người có cử nhân hộ nữa thì mới làm được. Như vậy thôi, thầy nói rõ là mục đích tại sao thầy làm cái này là như vậy thôi. Tại vì thầy muốn sống lại cái mật tông này, nó uổng quá. Còn nếu mà không xong cái này ha, mà nó trục trặc cái này ha, là coi như là toàn bộ mật tông thầy đốt hết, tới đời thầy là giết luôn. Mà khi cái người đó mà khi mà làm lễ mà chọn ra rồi đó, là cái người đó phải vô có cái lời nguyện rất là quan trọng. Là tụi con phải phát bồ đề tâm, nghĩa là phục vụ chúng sanh, chứ không có mà đặt cái này để lấy tiền để bạc ai hết là tụi con tiêu liền, là không làm được luôn. Chỉ cần mà móng tâm để mà làm này để gì, cái vấn đề mà lấy lợi dưỡng hay lấy cái gì đó là không làm được. Cho nên là tối nay thầy Quan Ninh, tại sao mà thầy làm cái này? Bây giờ mình có một cái đó là một cái nhà cầu và hai cái nhà tắm, phải không? Hai đó cũng còn nặng đó. Tức mình làm hai cái nhà tắm riêng nam nữ, tức là hai cái container đó. Mỗi cái container nó được bao nhiêu cái nhà tắm, con mua cái loại nó làm sẵn đặt là hay là con build từng phòng riêng? Con tính tại vì mua fiberglass để vô nó lẻ hơn. Fiberglass á, trên này nắng với mưa sư phụ nó dột ra hết rồi. Con build wall là con làm. Dạ, build wall dán gạch lên. Rồi nữ rồi nam. Dạ. Rồi, mỗi bên được bao nhiêu cái phòng tắm? 10 cái hả? 8 cái. 8 cái được rồi, 8 cái nam, 8 cái nữ, 16 cái. Chứ không có 10 cái được. Thôi được, 8 cái được, rộng rãi được rồi. 8 cái nhà tắm là ngon lắm rồi, 16 cái là dư rồi. Rồi cái nhà cầu là mình làm được là cũng 8 cái. 10 cái. 10 cái thì 5 cái nam, 5 cái nữ, không? Không, cái đó con tính cho chung, đi vô chung rồi. Nam nữ xài chung mà. Xài hai cái bản hình nam và nữ, rồi hả, mà có chuyện ai vô đó thì lóc cổng, ra là cái người khác vô. Tức là 10 cái đó là chia riêng. Nhưng mà hai nam nữ gì vô cũng được, mình để vừa hình nam vừa hình nữ, đúng không? Yeah. Hai người nào vô trọng đang service thì họ lóc cái cửa lại. Vậy nó tiện hơn. Họ đi ra là ok. Rồi. Chứ còn mà bây
giờ mình chia nam nữ nữa, nó mất chỗ mà nó có, phải lối đi riêng. Rồi đó, ngày mai đó là con có lên chương trình đó, là ngày mai có một số đây nè, anh có làm đừng có để uổng công. Ngày mai nếu không có gió là con tính gì cho họ làm đi. Ngày mai là nếu mà không có gió đó, thứ nhất là chia ra hai người sơn thôi. Hai người sơn. Còn bao nhiêu người á là phải phụ con đổ xi măng. Rồi. Số đổ xi măng với phục phố lên đổ xi măng cái bệ trên đó. Trên đó con đổ xi măng ở trên bệ nữa. Cho nên phải chuyển xi măng lên. Rồi. Mặt đây được bao nhiêu thanh niên nữa coi. 1, 2, 3, ông công giáo nữa là 4, Di là 5. Thi thì để làm live stream không có tính rồi. Chỉ còn nữa là 6 cũng được. Yeah. Rồi còn cô gì đó là mới là ở Phật, ở Cà Phiêu lên thì con Sơn. Thấy không? Chúng ta cố gắng đi, tại vì thầy thấy là bây giờ đó là cái thời tiết á, thì theo sư phụ thấy đó, bây giờ tối về còn xuống còn dưới 40 nè. Dạ. Nửa đêm thì coi cái đồng hồ thì coi để là California City nó để 42. Mà thầy lấy cái nhiệt độ của thầy bấm lên thì coi đó, nó 38 à. Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Tức là nó lạnh hơn cái ngoài California City tới 3 độ. Dạ. Thành ra bây giờ đó ban ngày hiện tại hồi sáng này thầy thấy là nắng trắng là 65 độ. Dạ. Nhưng mà ban đêm nó còn xuống khoảng 40 đi thì bây giờ cũng chưa, tháng này cũng chưa tổ chức được. Mà có lẽ là tốt nhất là phải hết tháng 4 quá. Hay là cuối tháng 4. Cái thành phố này mà muốn tổ chức á, là con mấy năm trước con coi theo thời tiết theo mấy năm trước đó là phải từ tháng 5 cho tới thì nó mới là, nếu mà mình để ban ngày mà nó nóng lên tới 80-90 thì mình cũng không tu được. Yeah. Mà nếu mà ban đêm mà mình để nó xuống dưới 40 tu không được, mà nó khoảng nằm 55 á. Yeah. Nếu mà ban đêm nó 55 mà ban ngày nó 70 đó là phương phật. Yeah. Tại vì 55 á họ ở chung thì nó vẫn ấm. Yeah. Thấy chưa? Với hơn nữa đó, mà ban ngày nếu mình ngồi mình trì chú mà nắng quá đó, thầy đang tính làm sao đó, mình không biết có cái cách gì để mình căng ra giống như cái liều hay là cái dù á, cái dù. Còn à, sẽ căng 4 sợi dây cáp từ đây tới. Dạ, để mình che để ngồi mình chìm mới được. Rồi mình mua cái loại lưới xanh đó, cũng biết không, lưới gió nó không có bọc. Nhưng mà nó giống như lưới vậy đó, lưới mùng á, nó sẽ giảm nắng nhưng mà nó sẽ không có bọc gió. Lưới đen. Có lưới đó phải không? Thì mình ngồi mình chìm mới được. Thì 4 sợi dây cáp đó là sẽ căng vô ngay cái đỉnh tháp. Dạ. Cái đầu ở trên đầu tháp đó. Căng thẳng rồi dăng lưới màu đen rồi, đó thì mình ngồi như vậy là nó tại khi mà cái nhiệt độ ban ngày nó nắng vậy nó vẫn mát. Tức là hồi xưa thầy dăng ở trên đài thiền nhân của thầy bên con rô là màu xanh, bây giờ con dăng màu đen cũng được, đó là cái lưới thôi. Lưới thì gió nó không có bung. Dạ. Nhưng mà dù nó bung hết à, dù không được, lưới bạc cũng không được, tại có gió là lưới giống như lưới mùng vậy đó. Dạ. Mà màu đen thì mình mới ngồi đó được. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là cái lưới đó khi mà mình xong cái pháp hội 10 ngày rồi là cuốn về. Cuốn cắt. Dạ. Thì tức là con tính về cáp kéo là cuốn góc rồi. Ok. Bốn góc. Căng thẳng vô cái tháp. Tới cái đỉnh. Mình còn nhiều chuyện lắm. Sau khi xong rồi đó là những cái xung quanh mấy cái container này là mình phải đổ xi măng nữa nè. Dạ, đổ đường đi. Để cho người ta dâm liều đó. Tôi biết. Tức là đây là gạch tới đó rồi. Rồi tôi còn đây là rồi. Lót giấy và trải đá. Trải đá nhiễm cho nó sạch. Lót giấy này, lót giấy đen. Rồi sát ở trong ra nó khoảng mấy feet á là thầy tán xi măng để cho tụi con tính lên lều và tụi con dựng trong đó mà nó không bị gió. Tụi con hiểu không? Rồi trước những cái cửa này đó là sẽ có đóng mái che, đóng mái như vậy đó. Đó là tụi con sơn còn nhiều chuyện lắm. Thì tụi con ở gần đây mà tụi con biết rồi đó thì cứ lên chương trình, cứ liên lạc của Hồng Đức rồi tụi con giúp được cái gì giúp. Những cái phần sơn rồi đó con đó, có còn nhiều chuyện lắm. Thì ráng cố gắng làm sao mà cả tháng 5 sang năm mà làm được thì tốt. Thì thầy nghĩ là còn một năm nữa đó. Thì bây giờ cái đó là còn một năm nữa cho mình improvement hết. Nhà cầu, nhà tắm, điện nước đầy đủ hết rồi. Thì cho một năm nữa đó, tới tháng 5 sang năm đó. Khoảng tháng 5 sang năm đó là thì bây giờ nói chung lại là con cũng làm mà phải theo dõi thời tiết để con đón ra thử cái tháng nào là tốt. Mà thời tiết bây giờ nó thay đổi mình không có đón được. Hồi xưa cái vùng này nó không có mưa mà giờ nó mưa cái chục đám luôn. Dạ thì nó thời tiết nó thay đổi nhưng bây giờ thì ra thì thấy cây cỏ nó xanh thì giật mình luôn. Dạ. Hồi xưa chỗ này nó không có mưa, hồi nó ngâm mưa hai ba đám rồi con đi lên Huệ Minh có tuyết luôn á sư phụ. Tuyết trắng luôn. Thành ra là bây giờ thầy theo tình hình tôi nói sơ cho Phật tử trên mạng biết là chúng tôi cố gắng có thể là tháng 5 sang năm khí hậu tốt nhất của mùa xuân. Hiện giờ đó là
7 tuần lễ đầu tiên của tháng 4 rồi, nhưng mà ban đêm nó vẫn còn xuống 40 dưới 40, ban ngày thì nó 65, nhưng mà tối thì còn lạnh quá, cho nên nó là khó ngồi chị chú, tại vì mình trốn vô phòng là không nói rồi, nhưng mà đa số mình phải ngồi ngoài này, cho nên đó, khi nào mà tối nó xuống còn tới chừng 60 độ đó là thấy rất là good, ngồi đông thì nóng, ban ngày thì không có nóng quá 80 thì nó có cái lưới che đó thì nó đỡ. Chúng ta phải 10 ngày ở đây đó, thì những cái vị nào ở Úc Châu, Âu Châu thì nắm trong đầu á là có thể tháng 5 sang năm thầy còn một năm nữa đó để thầy hoàn tất những cái phần còn lại. Rồi thì ngày mai này thầy vẫn còn ở đây riết cho tới cái ngày Chủ nhật là thầy phải về làng Indo lại để mà thầy thứ hai thầy lo cái đám nữa. Thì trong thời gian này tụi con ở làm được cái gì làm để mà phụ với Hải, chứ Hải dưới đây là nó của mình, nó có tội nghiệp lắm, nó chạy đông dẹp bắt đủ cái chuyện hết. Thì bây giờ sắp tịch là Hải nó đã xong rồi đó, thì bây giờ nó đang đổ đất để là lấp lại thôi, những phần nặng nó xong rồi. Nước này mình cứ xài cho hết cái nước cũ ra đi con. Rồi nó đòi nước rong rồi, cái xe khi đó đó là nước mới rồi mình nó bao mặt, nó lấy mua cái bạc xanh về bao lại cho nó không có bị không còn nóng dán ép bít dòng hết. Dạ đóng về cho nó chặn nắng lại chứ còn giờ nó dán vẫn vô được. Rồi nha, tóm lại đó, để đúc kết tối nay đó là tăng ni cố gắng tu phải có lý tưởng. Giống như bây giờ Hải mà thầy giao nó vô đó mà nó tịch nguyện nó làm khác, mà thầy bắt nó lên làm là bắt giống như là ớt tội dĩa, nó nhảy nó trốn. Đưa người cho con, Hải biết chuyện đó mà Hải. Thầy đưa cho cái người nào mà họ vô họ làm mà cứ tấm lòng tốt á, thì con nói gì họ cũng nghe hết á, họ không có cãi. Mà đưa cái người vô đây mà họ không muốn làm đó là họ kiếm chuyện à, họ nói này tôi làm được, tôi làm được là họ kiếm chuyện là họ đi. Đó, thầy biết thì tu sĩ cũng vậy. Người vô chùa mà họ tu với cái tấm lòng mà phục vụ chúng sanh đó, thầy dễ lắm, thầy nói cái là xong à. Còn nếu nghe họ trốn trốn là họ né, là có mặt thầy họ làm, có họ né. Còn con cũng vậy đó, thầy giao á, thầy hỏi ủa sao Hải có nhiều người giao Hải, thầy nói thầy vô thầy biết liền à, Hải nhún vai vậy thôi. Tại vì con nói họ không nghe làm sao con làm được, mà thôi thì vấn đề cũng như phụ nhỏ nữa. Thầy nói cái gì thương Hải, Hải chút đi, nó tội nghiệp lắm. Mà nó là người Công giáo đó con, Công giáo á. Bây giờ thêm được ông Công giáo thì tôi cũng mừng á. Sáng nghe vợ con nói là thầy con còn sống thầy phô qua cho con được không? Yeah. Mình nghe đó mình giật mình phải không? Nói thiệt đó hả? Yeah. Muốn nghĩa là muốn chết có xá lợi luôn đó hả? Yeah. Vậy được rồi là ngon rồi đó, dán vô đi. Phải có mái che. Mái che làm thêm cho đẹp, nghĩa là yeah. Giống như thờ giống như là cái tháp yeah. Nhỏ giống vậy đó. Tháp gì đó. Dạ. Yeah. Làm y chang cái tháp. Đúng. Đó. Chứ không phải là để. Rồi còn một cái nữa là con có cái này nữa là con cưới sư phụ luôn. Trước hai cái container đó đó là con sẽ làm cái cổng tam quan. Hai cái vị hộ pháp là để ở trước cổng. Mình được là mấy vị luôn mà, mình là tám vị. Tám vị dạ, là có hai vị coi cổng nữa. Dạ. Yeah. Và con sẽ làm cái cổng tam quan. Nó để chuyện thêm đó nha, làm mấy cái tháp đó phải để chuyện thêm đó. Thì để chuyện phải làm thôi sư phụ. Yeah. Tại vì cái này á, thì con nếu mà sư phụ nói thì con cũng nói luôn. Cái tâm á, là của sư phụ á, là muốn làm cái Phật đảnh này để cho quý vị tu. Yeah. Thì con á, là đạo Công giáo, nhưng mà khi mà con đã theo sư phụ á, thì con đã quyết tâm vô con làm cái gì á, thì con phải làm cho nó tới nơi tới chốn. Sau khi mà sư phụ với giống như tụi con tới một ngày nào đó tụi con có đi rồi á, thì ai cũng đi hết hả? Dạ, thì cũng để lại cho đời con đời cháu nó biết rồi, chứ không lẽ bây giờ mình làm mình để con mà... Quên biết rằng đó, khi mà làm cái đó là phải có đẹp rồi, tại vì nó phải có giống như là một cái miếu nhỏ vậy đó, cái dạ, tháp nhỏ dạ, vậy đó nhỏ. Một ngày đứng vô đó đàng hoàng chứ không á, rồi gió rồi đủ chuyện hết, cốc phim đóng đồ đổ nền ở trên đàng hoàng để bốn vị lên. Dạ rồi rồi, vậy là rất tốt. Thì nó để thêm chuyện nữa đó, nó để thêm chuyện. Mà bây giờ sư phụ, hồi xưa sư phụ mở đây là nói là liều. Nhớ chưa? Dạ. Là coi như là không có cái nhà bếp, không có cái gì hết á. Mới đèn chỉ chạy xong là làm đi đó, là bây giờ nó đẻ lên là đủ thứ chuyện trên đời chứ. Hồi xưa thầy nói là liều nha, đơn giản lắm á. Chỉ bà rào cái hàng rào thôi là liều là ở, nhưng mà là rốt cuộc không được gió nó thổi bay ở. Gió mà nó thổi 50 mai là coi như thổi thì trò bay hết. Yeah. Rồi như vậy quý vị nắm được đó. Tôi lập cái này là vì tôi muốn
làm cái dòng pháp mật tông nó sống lại. Và khi tôi nằm xuống là ít nhất có ba người trong hệ thống này, hai tăng và ni chúng biết, và một cư sĩ làm được cái chuyện này, và trong đó phải có góp sức của 15 người nữa, tức là nhóm là 18 người. Ba người thì họ đạt được đạo hạnh và đạo lực, còn 15 người kia là đạo hạnh. Rồi sau khi đó mấy người đó họ đi dạo thì 15 người đó họ sẽ nâng lên cái level lên. Cho nên á, dòng pháp sẽ được sống lại, là mật tông cái sư ông không có bị thất truyền, mà có đó là trả ơn Phật. Còn sư phụ cũng đi vào sanh tử. Còn nếu mà cái này mà không có người truyền thừa đó, sư phụ mà qua rồi đó, là thầy cũng tiên đón được tụi con lên, giống như bay tứ phương luôn, bay hết tứ phương luôn, tan nát hết á. Hồng Đức có đồng ý cái đó không? Tan nát hết luôn. Mất được. Rồi, quý vị hiểu được thầy nói với những người mà nghe lời thầy đó, thì chúng ta đi tu phải ra có lý tưởng. Và nhớ, ở đâu mà theo sư phụ là phải đúng cái dòng pháp này. Vì đây cái mật tông nó hoàn toàn là nó thất truyền rồi. Mật tông hoàn toàn thất truyền. Ngay trong Phật giáo Việt Nam mình là chỉ có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông thôi. Còn mật tông là thất truyền. Mà làm sống lại cái mật tông này thì nó cũng có lợi ích cho chúng sanh trong đời mật pháp rất là nhiều. Và những người ở xa thì nắm trong đầu là khoảng tháng 5 có thể là Khánh Trương. Tháng 5 sang năm nha, không phải là năm nay đâu, tháng 5 sang năm. Chúng tôi còn nhiều chuyện để làm lắm. Thành ra bây giờ những người nào nghe được cái này, ngày mai ai muốn lên đây, thầy về còn ở đây tới ngày Chủ nhật. Rồi sau đó thầy phải về lại làng để cúng cái đám cho Minh Hồi ngày thứ hai. Rồi có mặt ở đây thì sư phụ thanh niên nào nghe được vậy thì ngày mai thầy biết là có một số người lên, và đồng thời quan đồ bên Dạ. Có nào là chị Thúy, ngày mai là anh Nghĩa. Ngày mốt là vợ chồng Thiện Ăn. Thứ năm, thứ sáu là Quang với lại Đô. Thì sư phụ chỉ nói vậy thôi, tụi con gọi mỗi người có hoàn cảnh. Tại sao thì nói cái đề lập này không có phải là để làm cái gì hết. Nhưng mà nào hãy biết rồi sau này có những người Phật tử mà họ thu xếp gia đình rồi, biết đâu Hải sau này nó ở trong đây nó tu luôn, nó có biết được. Sau khi vợ con nó nuôi vợ lớn vợ nhỏ đồ đầy đủ sự nghiệp hết rồi, nó vô đây đâu biết được. Thấy vậy chứ đâu biết được, không biết được đâu. Không chừng là nó nữa mà nó biết được nữa. Cho nên là sẽ có là cái chỗ này ở, không phải cái làng, nhưng mà cái chỗ này là nhận hết những người mà đệ tử này mà bị trút bồ, bị đau hay trút bồ, cái chỗ ở vô đây mình lo cho người ta ở. Ở trong vài ba tháng vậy đó, mình xúc bọt cho người ta làm lại, người ta tu thôi. Vô đây ở không đòi đóng tiền điện, tiền nước, không đóng gì hết. Mỗi ngày vô hành trì cho tôi, tụng chú cho tôi một thời là được rồi. Hồi giờ hai vợ chồng này đó, bán nhà đi vô đây ở này cho một cái container ở này. Nhà bếp này cho ăn là Hồng Đức supply đầy đủ nè. Thì nói chứ sau này sẽ có người ở trong này, thầy bảo đảm cho con luôn, có người ở thường trú, mà có người xuất gia tại đây luôn nữa. Có người xuất gia tại đây mà không phải một người. Thầy khỏi lo. Hồi đó thầy cứ lo hoài, thì nói ở đây không biết sau này tăng đi mình thiếu rồi làm sao. Thì nói là yên chí là có người xuất gia đây. Có người xuất gia đây luôn, thành ra là thầy thấy ba điên luôn nha. Thầy nản đó, thầy nản, thầy nói trời ơi. Thầy ngồi thì giục mình, thầy nói bây giờ này thấy có mình thằng Hải với thầy Minh với thằng Mễ. Có lúc thì ông có, ông thầy Minh ông cũng chạy về với má, ông còn có thằng Mễ. Mễ với thằng Hải thôi. Thầy sanh thì theo Hồng Đức đi về, lo chuyện với làng đến cỡ kiểu này nó đăng đăng đê đê, không biết chuyện nào mà nó xong. Bây giờ nghe, nghe Hải còn thấy bốn cái tháp của Phật pháp nữa, tôi còn bốn tháp rồi, còn hai cái tháp rồi trước cửa nữa. Là thấy ấn da gà này. Mà cổng tâm quan của thầy rồi, thầy cũng biết, thầy hồi đó chỉ mơ cái liều thôi đó. Bây giờ nó đẻ ra. Thì cái cổng tâm quan mình làm hai bên hai cái tháp, hai cái miếu cho hai vị. Con không chưa ấn rồi thôi, thầy không biết, thấy thầy ấn rồi. Rồi thôi nha, chào quý vị nha. Mục đích của tôi nói rõ ràng là tăng đi ráng tu có lý tưởng, và những người mà đi mà đã làm nó vô mà giao cho làm những cái chuyện là trong nhà biết rồi đó. Hay mình nói ở cái này chuyện này không phải của tôi, không phải chuyện đó chuyện chung. Ví dụ bây giờ cái chuyện đó của Hồng Đức mà công đức cũng bận đi thì cái người khác vô, và cái chuyện đó bữa nó Hồng Nghĩa nấu ăn thì cái người khác nhảy vô là Đức gì đó, bà gì đó, cô gì đó, Đức Nguyên, Đức Nguyên mà cũng bận cái gì đó mình nhảy vô. Chứ mình nói cái chuyện này không phải của tôi là không được. Rồi ở bên là như Đà Con Rô cũng vậy nữa, cô Chân Tài vô đây mà cái nhiệm vụ bữa nay là tại vì thằng Nguyên Lộc nó tụng, bây giờ Nguyên Lộc nó bắt chạy đi chợ, chở vợ nó đi chợ là cô mà
Còn liên thì mình phải vô chứ không phải nó không phải có tôi, cái đó là việc chung hết á, không phải có ai hết á. Ở đây là của Tam Bảo, cho nên đừng có nói phân chia là tại không phải của tôi. Mà quý vị nói như vậy là hoàn toàn là quý vị không có thực hành được cái hạnh nguyện Bồ Tát đâu. Muốn thành Phật, muốn về cõi Phật là phải có cái Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm là sao? Là chúng ta phải phục vụ chúng sanh. Rõ ràng lắm, cái lý tưởng thầy là như vậy đó nha. Thầy biết là trong này nó sẽ có người đi tu trong này, xuất gia trong này luôn, người xuất gia trong này luôn, ngay cái phần cảnh người đó sẽ là tổ của cái dòng pháp tiếp sau này để mà thiền thừa lại cái này. Nhưng mà giờ không có nói được, nói là người đó bị giật chết luôn, ma dương nó giật cho chết luôn, biết đâu là hải đó, người biết nữa. Hải dương bể, hải dương bể không chịu nữa. Cái người mà mình không để ý tới không chịu là tổ. Giờ đã nhịn nó đi nha, chừng mai mốt tổ quá. Không chừng mai mốt nó xây cái tháp tổ, mình không phải sư phụ mà lại khó trọng. Không thấy tội, thấy vừa nấu ăn vừa ủi đất vừa đủ thứ chuyện á, mà lại còn bị réo ở dưới nữa. Thì con cũng cố gắng, con nợ đời chưa trả hết sư phụ, là những cái chuyện mà để cho sư phụ hoàn pháp cho mọi người đi tu tới nơi tới chốn thôi, chứ bây giờ con cũng đâu có đâu. Rồi tóm lại thầy nói ở đây là phải lập ra cái Phật đản tôn thắng, là trong đó các tượng Phật, chỉ có tượng Phật đản tôn thắng là cái tượng cao nhất. Nói về cái Phật đản tôn thắng có nghĩa là nói về cái Phật tánh vô kiến đản tướng mà cao nhất, là không có gì hơn cái đó. Mà cái Phật đản tôn thắng cũng nghĩa là ngài Địa Tạng luôn. Mình vô địa ngục chỉ có cái tâm mình cứu mình chứ không ai cứu mình. Bây giờ ông Tề Chơn, ông Tề Sanh, ông vô địa ngục chỉ cái tâm ổng cứu ổng thôi, không ai mà canh ổng. Hồi đó coi do thằng Hải canh đâu có nổi đâu, canh chỗ này ổng chạy chỗ kia. Nhưng mà vì cái tâm ổng là canh ổng, ổng vô địa ngục chỉ có cái Phật tánh ổng là cứu ổng thôi. Cho nên là mà mình xuống địa ngục là ông Phật tánh là cũng xuống địa ngục thôi. Cho nên cái quyền nghĩa của kinh Địa Tạng đó là không bao giờ thành Phật, vì đã là Phật rồi, cái Phật tánh đã thành Phật rồi. Mà tại vì mình chạy theo ma tánh thì ông Địa Tạng cứ theo mình hoài. Cho nên tụi con hiểu được quyền của Phật đánh tôn thắng này, đó là bắt buộc phải có cái lễ ra mắt của cái hàng mà hộ pháp. Có những người hầu nguyện đó, con nguyện sau này đời mặt pháp, kinh này lưu truyền chỗ nào con sẽ hộ người đó. Nhưng mà mình phải đúng cái tiêu chuẩn và không hộ. Cũng như là muốn vô thiên quốc tịch Hoa Kỳ là phải không có phạm tội nè, không có đủ thứ gì, lia ranh rồi bắt đầu mới thiên quốc tịch. Thì bây giờ cái gì hộ pháp cũng vậy, muốn làm tổ cái này phải là xứng đáng. Giống như đây là về dòng bầu sơ bộ, tụi con hiểu không? Bầu sơ bộ của Mật Tông đó, rồi sau đó là vô tới dòng gì nữa, là cái cử tri đoàn. Đó. Thành ra mục đích của thầy nói đừng có nhiều người nói thầy ham, thầy 73 rồi. Đó. Nhiều lắm sống tới 80 tuổi thôi mà trong đó là con nó chưa trưởng thành, rất là lo. Bao nhiêu triệu đô la đổ vô trong cái hệ thống của mình. Thì bởi vậy con mới nói là hệ thống mình đã đứng tới ngày hôm nay. Nhưng mà sư phụ chưa có tìm được một người để kế vị. Thì những cái chỗ mà sư phụ đã nói để sư phụ làm, để sư phụ kiếm người kế vị. Dạ, tôi cứ nói cứ kiếm hoài mà kiếm sao bây giờ mình. Bây giờ thì con, cái tâm của con thì con chỉ có quyết định một cái là để làm, để cho sư phụ tìm được ai kế vị cho sư phụ. Lỡ sau này sư phụ mà có thì ai cũng phải chết hết. Ngài Hư Dân 120 tuổi ngài cũng chết. Dạ. Phật 80 tuổi Phật cũng mất, Chúa cũng mất. Không có ai mà mang cái sắc tà phàm này sống đời. Gây dựng một cái hệ thống rất là khó, nhưng mà giữ được một cái hệ thống khó lắm, còn khó hơn nữa. Hồi đó lập cái làng đã khó rồi, rồi duy trì cái làng á là khó rồi. Rồi bây giờ lập thêm cái Phật đảnh tôn thắng này mà kìm được cái người mà để mà thực hành cái quán chuyển thần thức phô hoa để mà cứu cho người ta trong cái đời này khó nữa. Mà tụi con thấy nếu giờ này mà không có cái Mật Tông này, mình không thể nào mình handle nổi cái vụ mà người ta chết chỗ này. Chỉ có Mật Tông thôi. Thành ra là những người mà có cái chủng tử Mật Tông cố gắng đi sư phụ. Làm tài sản người ta cũng để lại cho những đệ tử thôi, chứ phụ đâu có sống đời đâu. Là đi theo con đường này, chứ còn nếu mà thầy nhìn rõ Hồ Quang ngồi trên xe với Hồng Đức nó chết rồi. Giờ này mà chưa có trưởng thành, con cái chưa có ra nghề được, đó là sư phụ mà đi vào sanh tử là nó co lát ngay. Rồi bây giờ lúc đó đó, bây giờ Phật tử, sư phụ còn sống, Phật tử họ còn cúng, họ còn cái này kia, mà nó làm thất bại rồi, nó không ai cúng nữa hết.
Rồi lúc tụi con phải đi tới cái chỗ là bán cơm gây quỷ, rồi mà chỗ này bán cũng không ai ăn nữa. Mấy chùa Bát Nhã rồi nó bán còn nữa, cái chỗ này bán cũng không ai mua nữa. Thấy không? Chùa Bát Nhã nằm ngay Bùa Xá bán được, chứ đây bán không ai mua đâu. Thấy không? Cho nên thầy chỉ là phiên tụi con cố gắng góp một phần tay, với thầy đã lớn tuổi rồi thì nhìn được cái đó quản đi, như mình để trong kinh Pháp Hoa đó, ông trưởng giả ông tạo sự nghiệp quá lớn rồi, mà con thì cứ bỏ đi lang thang vô trưởng thành y chang vậy đó. Thầy sợ quá rồi thầy diệt mình đó. Rồi cái đêm hôm qua thì thầy thấy sư ông sách tấn, sư ông nói đừng có nản, trong này nó có ba đứa, nó sau này nó được có một đứa là cư sĩ, hai đứa là tăng ni, mà không nói đứa nào, thì nó cứ việc làm theo vậy rồi là sẽ lòi ra. Nhưng mà trong này có người xuất gia, rồi sau này mỗi một tháng thầy phải mở khóa dạy những người có riêng, dạy riêng cho cái lớp đó sẽ có 18 người học cái khóa đó, trong này trong 500 người đó, 500 người đi tu sẽ có 18 người theo học. Thầy chỉ cần ba người là thầy nói thật, một người thầy cũng mừng rồi, chỉ cần một người rồi. 18 người đó đi học theo học mà. Không có thì chúng hồi nó sẽ nói, hồi khi làm đại quán đảnh thì sẽ nói là về tới hồi vô rồi khai rồi, lúc đó tôi chỉ cho thấy là đầu nào sưng, đầu nào u rồi biết, đầu nào chảy máu biết liền. Nghe nói vậy có mấy ông vô cùng cho mạnh không? Thôi xin chào quý vị nha, tôi nói cái tâm nguyện là sư phụ là lớn tuổi rồi, đệ tử siêu trưởng thành, cho nên phải làm sao cho cái mật tông này nó sống lại. Mà muốn sống lại là phải có đạo lực và đạo hạnh, phải có giữ giới, có hành trì, có đường hộ pháp. Và ở đây là cái chỗ mà tôi sẽ truyền thừa cái chú Phật Đản Tôn Thắng. Bây giờ rất mừng là bây giờ cái phong trào xuất gia du duyên của thầy hồi xưa mười mấy năm ta chê, bây giờ ta đi theo hết rồi. Rồi bây giờ cái phong trào Phật Đản Tôn Thắng, bây giờ các chùa bắt đầu họ xin được copy tùm lum hòa tụng. Con biết giờ có chuyện đó rồi đó. Bắt đầu họ cũng lấy hòa tụng theo là họ sẽ đi mình không có giấu gì hết á. Muốn thì cứ đi vô đây tụ, rồi tao biết đâu có những người họ có chủng tử, tôi im dạy hết á. Nhưng mà muốn dạy cái này phải bát, phải bát là bát được cái là do chư hộ pháp họ chọn á. Sau cái lễ quán đảnh này tôi sẽ chọn được 18 người đó thầy để ý thôi, nhưng mà sau này vô đây rồi đó, khi mãn khóa rồi đó, thì 18 người đó thầy sẽ cho cái đi riêng dạy, là không nói nha. 18 người đó hoàn toàn học, không có cho biết là, chứ không phải chỉ ở đưa đâu quay mặt 18 người, không có đâu. 18 người này âm thầm chỉ 18 người này biết thôi. Mà khi lên học cũng không cho người nào khác vô nữa. Rồi người đó hoàn toàn vẫn sống bình thường trong chúng, vẫn âm thầm như vậy. Khi sư phụ kêu 18 người lên là người ta đã biết hết rồi. Đâu có, kêu mà kêu vậy thôi. Sư phụ nãy sư phụ nói 18 người lên ngồi. Nãy vậy, nói, lên ngồi nhưng mà lên ngồi chung. Giáo đầu là đưa chú ngủ ơi, không được. Sáng vô gặp con cái nói là trời, mà tự nhiên lúc mà nghe sư phụ bắt đầu Phật đã thông thắng nghe khái quá. Ai? Thích luôn, thuộc luôn. Chưa biết được, mấy người đang vô. Con thấy làng mình nó những người đến trước đi hết trọi à, mấy người đi sau à, hưởng không? Như cô Quyền Dung rồi đâu còn nữa, có thấy không, những người mà rất là cận hồi đó mà khai quốc công thần đi hết trọi à. Cho nên á, tìm những cái người mà có chủng tử này có, chứ không phải không có, nhưng mà tại vì họ phải kích động, họ sống lại. Đó giờ thầy nói là thầy cũng lo, thầy nói bây giờ đó, Hải nó đưa lên đó rất là tốt, tại để đó nó trốn chỗ nữa, nó không đẹp nữa, mà để trên đó trang nghiêm, mà để ra thầy biết là mấy cái tháp là con cực nữa rồi đó, bẻ bẻ không công uống nữa rồi thấy rồi. Hải nó thích vậy thôi. Yeah. Rồi chưa hết, cái đó rồi còn phải có cái được cái cầu thang lên để cúng nữa, mấy hồi cầu thang đi đi cho mấy bà lên cúng rồi chân bông chân đội cho nó đủ chuyện hết. Cầu bông cầu thang nhỏ nghe góc người hiểu không? Nó lại lên nữa, thì nó đẻ ra chuyện tùm lum hết đó, thầy sợ lắm. Rồi mà con bỏ công con không ngán thì thôi thầy cũng sợ. Thôi mình làm, mình làm phải cho tới nơi tới chốn luôn. Rồi trân trọng kính chào quý vị, ngày mai thì chúng tôi bắt tay vào việc làm thầy, làm theo thầy, trò làm theo trò. Và quý vị cũng nắm được là khoảng là cố gắng mọi sự mà đóng góp của đệ tử khắp nơi thì có thể là tôi không kêu gọi tiền bạc gì hết, tôi chỉ tôi gọi là công quả phụ để cho nó có thể khánh thành vào tháng 5 sang năm, đó là nói vậy thôi. Nó có thể là cái trên lệch thì theo thời tiết nữa, thì tụi con để chuẩn bị tinh thần trước. Và nhớ là cái khóa quán đảnh này là ở bên Conro, là những người đã có quán đảnh rồi vẫn được quán đảnh lần thứ hai. Tại vì có nhiều người bị bay dấu, bị mất bớt, đi tùm lum tà la, bây giờ tôi cũng không rành cái này, bây giờ tôi
tôi mới thấy giấc mộng là nói là những người mà có như vậy đó, thầy bắt đầu để ý những người đó, thấy không? Như bữa chuyện như có người hỏi sao con có bớt cái này, thầy đâu có biết làm sao nói. Từ từ thì mới biết từ từ. Nhưng mà sẽ có 18 người sẽ đi theo cái dòng pháp này, và 3 người là sẽ trong đời sư phụ còn sống thấy được 3 người đó, còn 15 người sau là sư phụ không biết, sư phụ đi vào sanh tử rồi. Thì 15 người đó là được 3 người đó khen tiếp. Vậy thôi, thầy chỉ cần 3 người ở 3 chỗ. Trong đầu thì nghĩ 3 người ở 3 chỗ, mỗi làng có một vị là handle được rồi đó. Ở đây sẽ một vị, Conro một vị, Indo một vị. Rồi, còn 15 người kia đó là mấy người đó là phải có phụ thời gian rồi, từ trong đó rồi. Chuyện đó là chuyện có mấy đời hậu thế, còn sư phụ chỉ làm tới đây thôi, là sống lại cái dòng mật tông. Thầy được chính thức thiền trừa tới ngày mà khánh thành này, thầy chính thức thầy là tổ của mật tông, của dòng pháp Sơn Kiên Châu đưa ra là tổ đầu tiên. Rồi kế đó là 3 người đó là chia ra 3 vùng. Thì mỗi người có một cái người biết về mật tông là tốt rồi. Xin chào tất cả quý vị nha. Tối nay chúng tôi không phải giảng pháp mà chỉ nói cái lý tưởng của người tu và tại sao tôi lập cái này, để là tôi muốn truyền thừa cái mật tông nó đúng theo những gì mà sư ông Kiến Châu để lại tôi phải làm. Chứ tôi bắt đầu tôi chỉ tính lập một cái khu rừng thôi cho nó đủ, nhưng mà không phải như vậy. Rồi gió bão rồi nó đẻ ra từ từ, nó cực như vậy. Thôi trân trọng kính chào quý vị nha. Gặp lại ngày mai, nếu có thời gian tôi cũng nói chuyện tiếp ngày mai. Chờ ngày mai có một số người lên nữa. Dạ. Trân trọng kính chào. Rồi quý vị, hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Có hồi hướng không? Hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt quý vị. Good night.